Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 62. Lưu Thích Kỳ đi vào nhà, nổi giận đùng đùng. Dương Bách Xuyên nhìn gương mặt anh ta, lập tức cười khúc khích. Chỉ thấy hai mắt Lưu Thích Kỳ thâm đen, nhưng tuyệt đối không phải là do thức đêm, trông có vẻ là bị đấm. Hơn nữa dấu tay không lớn, là nắm đấm của trẻ con. Dương Bách Xuyên cười phá lên, trong lòng đã hiểu ra quầng thâm mắt trên mặt Lưu Tích Kỳ được tạo thành như thế nào. Quả nhiên Lưu Tích Kỳ vừa vào nhà đã sầm mặt quát, đồ khốn nhà cậu đã làm gì con gái tôi mà con bé đấm một phát, vành mắt tôi đen thui thế này. Ha ha ha. Đáp lại Lưu Tích Kỳ là một tràng cười của Dương Bách Xuyên. Còn thiếu một bên nữa, phải bảo Tiểu Mạn Mạn tạo ra cặp mắt gấu trúc mới được, ha ha ha. Dương Bách Xuyên cười chọc cho đám phụ nữ không nhịn được cười. Lưu Tích Kỳ biết Dương Bách Xuyên chắc chắn là đầu sỏ khiến con gái rượu của mình có thần lực trời sinh. Thấy Dương Bách Xuyên cười sằng sặc, Lưu Tích Kỳ hận ngứa răng, nhưng từ ánh mắt của anh ta có thể nhìn ra tên này rất vui mừng. Thực tế đúng là như thế, sao Lưu Tích Kỳ lại không vui cho được? Tối qua, mặc dù anh ta biết Dương Bách Xuyên đưa con gái rượu của mình đi cả đêm là tốt cho con gái, đưa con bé cho bác trai nó cũng không có gì phải lo lắng. Nhưng sau khi trở về, đôi vợ chồng Son lại nghĩ Dương Bách Xuyên chưa kết hôn, lại càng chưa có con, sao có thể trông con gái rượu nhà mình. Nửa đêm nửa hôm hai vợ chồng không tiện bế con về. Họ nhẫn nhịn đến hừng đông, vội vàng đi thăm con gái, chỉ sợ Dương Bách Xuyên không trông trẻ tốt, con gái mình quậy phá. Kết quả là tới nơi mới biết con gái được bà nội trông. Điều này khiến Lưu Tích Kỳ và Dương San San thở phào nhẹ nhõm. Họ nói chuyện với bà nội một lát rồi đưa con gái về. Nhưng sau khi trở về, Lưu Tích Kỳ lật tới lật lui con gái mình mấy lượt mà không tìm thấy bảo vật pháp khí gì, vì vậy còn mắng Dương Bách Xuyên keo kiệt. Sau đó con gái rượu trong lòng vung tay đấm trúng mắt Lưu Tích Kỳ, anh ta lập tức kêu gào thảm thiết. Một bên mắt của Lưu Tích Kỳ đen xì, anh ta và Dương San San trợn tròn mắt sững sờ. Con gái mình mới qua đầy tháng mà thôi, có sức lực gì chứ? Nhưng sự thật bày ra ngay trước mắt, hình như con gái mình có tu vi trúc cơ kỳ. Hiện tại con bé mới qua đầy tháng mà đã đấm Lưu Thích Kỳ thâm mắt, anh ta không dám tưởng tượng mấy năm sau con bé biết đi, biết phung tay, thì số phận của người làm ba này sẽ như thế nào? Lưu Thích Kỳ nghĩ tới đây, trong đầu lấp đầy hình ảnh mình suốt ngày bị con gái đánh bầm dập mặt mũi. Cuộc sống không thể tiếp tục được nữa Sau khi tỉnh táo lại, Lưu Tích Kỳ biết chuyện con gái mình có tu vi trúc cơ trong vòng một đêm chắc chắn là kiệt tác của người bác bất lương Dương Bách Xuyên. Anh ta tức điên người, hùng hổ đi tìm Dương Bách Xuyên tranh luận. Đây không phải tặng quà cho con gái mình, mà là chỉnh mình. Trên đường đi Lưu Tích Kỳ càng nghĩ càng giận, nghĩ đến cảnh người làm ba này bị con gái mình đánh mỗi ngày, Lưu Tích Kỳ cảm thấy. Cuộc sống thật tăm tối. Nhưng khi đi vào sân, Lưu Tích Kỳ đã bình tĩnh lại, tâm trạng trở nên vui vẻ, bởi vì người bác Dương Bách Xuyên đã tặng cho con gái mình món quà độc nhất vô nhị. Lưu Tích Kỳ cũng có tu vi trúc cơ kỳ, đương nhiên biết hiện tại con gái mình cũng là trúc cơ kỳ, điều này có nghĩa là gì? Nói là thiên tài tu hành cũng không ngoa, thành tựu trong tương lai vô hạn. Trên mặt bị con gái đấm thâm mắt, nhưng trong lòng lại ngọt ngào như mật. Lưu Tích Kỳ tìm Dương Bách Xuyên chỉ muốn xả tức mà thôi, anh ta cá là tên này cố ý. Thấy Dương Bách Xuyên cười sằng sặc không kiêng nể gì, Lưu Tích Kỳ sầm mặt nói cậu cười đủ chưa? Chưa, cậu để cho tôi cười thêm một lúc, ha ha ha. Dương Bách Xuyên nhìn quầng mắt đen xì của Lưu Tích Kỳ, càng lúc càng buồn cười. Tôi bóp chết cậu, Lưu Tích Kỳ lao tới muốn đánh Dương Bách Xuyên. Nói thật là tu vi hiện tại của tên họ Dương nào đó không phải là đối thủ của Lưu Tích Kỳ. Trong lúc hai người đùa giỡn, tên họ Dương nào đó bị Lưu Tích Kỳ hung hăng đánh mấy phát, bấy giờ anh ta mới cảm thấy thoải mái. Nhưng một giây sau, đột nhiên Lưu Tích Kỳ cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Anh ta quay lại thì thấy một đám phụ nữ đang mặt cau mày có nhìn mình. Lưu Tích Kỳ giật thót, anh ta quên mất mấy người phụ nữ này đều là vợ của tên họ Dương nào đó. Hơn nữa ai cũng có tu vi cao hơn anh ta. Anh ta bắt nạt Dương Bách Xuyên hiện đang mất hết tu vi trước mặt mấy người phụ nữ này hình như không ổn cho lắm.
Anh ta vội vàng cười ha hả, chúng tôi chỉ đùa giỡn thôi, hì hì. Không quấy rầy mọi người nữa, tạm biệt. Nói xong Lưu Thích Kỳ xoay người rời đi. Dương Bách Xuyên giận dữ nói, đồ chó Lưu Thiết Đản, cậu bắt nạt tôi không có tu vi mà chiếm lợi thế. Các bà xã ơi, đánh cậu ta cho anh. Lưu Thích Kỳ nghe vậy, suýt thì ngã sấp mặt. Anh ta biết nếu mấy người phụ nữ của Dương Bách Xuyên ra tay thì mình sẽ chết rất thảm, bèn vội vàng bước tăng tốc, đồng thời hét to, món quà cậu tặng con gái tôi chính là kim cô chú cho tôi. Tôi đánh cậu mấy cái, chúng ta hòa nhau. Có bản lĩnh thì cậu đừng dựa hơi vợ cậu, chúng ta đại chiến 300 hiệp, ha ha. Sau khi phát hiện mấy người phụ nữ của Dương Bách Xuyên không có ý định ra tay, Lưu Thích Kỳ đắc ý cười to. Hiện tại Dương Bách Xuyên mất hết tu vi, anh ta có thể bắt nạt đối phương, trong lòng cực kỳ sảng khoái. Anh ta cũng biết là cơ hội như thế này không nhiều, khi nào Dương Bách Xuyên khôi phục tu vi, mình sẽ không còn cơ hội. Khi Lưu Tích Kỳ ra đến cửa còn nghe thấy tiếng hừ lạnh của Triệu Nam, đáng đánh. Không sai, đánh hay lắm. Lâm Hoan cũng hùa theo. Em tán thành. Lưu Tích Kỳ nghe thấy mấy người phụ nữ của Dương Bách Xuyên nói Dương Bách Xuyên đáng đời, trong lòng vô cùng vui sướng. Mà lúc này, Độc Cô Vô Tình lại híp mắt duỗi tay, búng ngón tay về phía bóng lưng Lưu Tích Kỳ đã đi đến cửa. Úi cha! Lưu Tích Kỳ đang đắc ý đột nhiên cảm thấy đầu gối đau nhói, ngã sấp mặt trước cửa chính. Anh ta loáng thoáng nghe thấy tiếng cười của Ninh Kha, chỉ vô tình nên tấn công hai tay của anh ta nữa, vừa rồi hai tay đánh anh xuyên hăng nhất đấy. Hay là để em bổ sung, với tu vi của em, công kích Lưu Tích Kỳ không thành vấn đề. Lâm Hoan nói. Ha ha ha, rốt cuộc vẫn là vợ của anh. Dương Bách Xuyên bật cười sang sảng. Lưu Tích Kỳ cảm thấy ớn lạnh. Vội vàng đứng dậy bỏ chạy. Xem như anh ta đã hiểu ra mấy người phụ nữ của tên họ Dương nào đó vẫn luôn vô lại, nếu bọn họ bắt tay nhau chỉnh anh ta thì anh ta sẽ chết rất thảm. Chuồn lẹ thôi. Sau khi Lưu Tích Kỳ đi, Dương Bách Xuyên bắt đầu liếc mắt đưa tình với mấy người phụ nữ, nói thẳng ra là nịnh nọt. Ai bảo tối qua anh đi tìm Độc Cô Vô Tình, mặc kệ những người khác chứ. Có điều sau một đêm suy nghĩ, Dương Bách Xuyên đã nghĩ ra biện pháp đối phó với ba mẹ của mấy người phụ nữ, nhưng hiệu quả thế nào thì phải làm mới biết. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Lý Đại Nghị và Trần Bảy Roi đi đến. Tiên sinh, hôm nay đệ tử Vân Môn đã từ bên ngoài trở về, bây giờ cho bọn họ tập hợp ở sân luyện võ sao? Trần Bảy Roi hỏi. Dương Bách Xuyên trầm ngâm nói, bảo mọi người tạm thời chờ mấy ngày. Hai ngày sau Vân Môn sẽ tổ chức lễ tế bái tổ sư cho những đệ tử gia nhập Vân Môn giai đoạn sau bái lại tổ sư, chính thức gia nhập Vân Môn. Mặc dù Trần Bảy Roi và Lý Đại Nghị có nghi vấn, nhưng không hỏi nhiều. Vốn dĩ thời gian Dương Bách Xuyên quyết định là ngày hôm nay, nhưng bây giờ lại rời đến hai ngày sau hẳn là có kế hoạch khác. Sau khi hai người nhận lệnh rời đi, Triệu Nam không kìm được hỏi, đã nói là ngày hôm nay. Anh lại rời đến hai ngày sau sẽ khiến đệ tử oán trách. Chẳng phải hôm nay không có việc gì sao? Chỉ là một nghi lễ tế bái tổ sư và lễ nhập môn bổ sung mà thôi, sao không làm hôm nay luôn? Dương Bách Xuyên cười ha hả, nhìn mấy người phụ nữ và tỏ ra thần bí, rời lại hai ngày bởi vì liên quan đến chuyện tối qua bà hứa với các em. Anh có mấy người các em là phúc ba đời, hôn lễ đã tổ chức cùng nhau rồi, anh không thể để các em chịu tủi thân. Thế này nhé, các em tự báo cho người thân đến, cứ lấy danh nghĩa của anh mời người lớn trong nhà đến Vân Môn tham dự lễ tế bái tổ sư của Vân Môn, mời họ đến trong vòng 2 ngày tới, cần dùng nhân lực vật lực thì tìm Thiết Đản. Mấy người phụ nữ nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, sắc mặt đều đỏ lên. Nghĩ đến chuyện tối qua bà nội tìm họ, ánh mắt ai nấy đều sáng ngời. Dương Bách Xuyên rời lại buổi lễ gặp mặt đệ tử Vân Môn thật ra là vì muốn cho người lớn trong nhà mấy người phụ nữ của mình đổi mới thế giới quan. Vào hai ngày sau, anh sẽ phổ bày động tiên la phù trước mặt đệ tử Vân Môn và người lớn trong nhà mấy vợ. Đối với người tu chân mà nói, chí bảo động tiên la phù là bảo địa gây chấn động. Chứ đừng nói chi đến võ cổ giả và người bình thường. Mời người thân của mấy cô vợ đến rồi cho bọn họ xem động tiên la phù. Đổi mới thế giới quan của bọn họ. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, Dương Bách Xuyên sẽ tiến hành bước cầu hôn tiếp theo. Như vậy mới có thể phá vỡ lối tư duy vốn có của bọn họ, khiến bọn họ đồng ý cho mấy người phụ nữ cùng kết hôn với mình,
giúp bà nội toại nguyện và cũng bù đắp cho mấy người phụ nữ của mình. Đây cũng là biện pháp tối qua Dương Bách Xuyên nghĩ ra. Nếu không, bắt anh đến từng nhà làm công tác tư tưởng thì đúng là một chuyện phiền phức. Vì thế Dương Bách Xuyên rời lại buổi lễ, thuyết phục người thân của mấy người phụ nữ đến Vân Môn trong vòng 2 ngày mới là chuyện quan trọng. Mấy người phụ nữ đều cực kỳ thông minh, sau khi Dương Bách Xuyên giải thích xong, mọi người đều đi ra ngoài hết. Rõ ràng là Dương Bách Xuyên nghĩ cho họ, ai mà chẳng muốn người thân có mặt trong đám cưới của mình chứ. Vốn dĩ ý của Dương Bách Xuyên là bảo các cô vợ gọi điện thoại mời là được, nhưng Triệu Nam lại dẫn đầu nói là trực tiếp về nhà một chuyến, dù sao mấy năm nay mọi người đều bận rộn ít khi về nhà nên dứt khoát về thăm nhà luôn, sau đó đón người lớn trong nhà tới Vân Môn là được. Có chính cung nương nương Triệu Nam đi đầu, cả đám đều rời đi. Thời gian 2 ngày nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Thoáng cái chỉ còn mỗi U Dương Ngọc Thanh vẫn còn ở lại phòng khách. Dương Bách Xuyên biết sau khi ba của U Dương Ngọc Thanh qua đời, cô ấy chỉ còn mẹ. Sau cái hồi xích mích với anh trai chị dâu, cô ấy đã đón mẹ đến Vân Môn. Mấy năm nay mẹ của U Dương Ngọc Thanh vẫn luôn giúp cô ấy trông con, nhưng hiện giờ bà ấy đang ở nhà của dì họ bên Thượng Hải, con của cô ấy vẫn chưa được nghỉ hè. Dương Bách Xuyên mất mẹ từ nhỏ, đối với U Dương Ngọc Thanh người phụ nữ vô tư trợ giúp anh từ khi anh lên đại học nói thật là anh cảm nhận được tình mẫu tử trên người người phụ nữ lớn hơn mình mấy tuổi này. Quan hệ của hai người bắt đầu đột phá từ lúc Dương Bách Xuyên giúp U Dương Ngọc Thanh xử lý chồng cũ và vụ anh trai chị dâu chiếm đoạt tài sản. Kể từ đó U Dương Ngọc Thanh sống rất thoải mái, có thể nói là quan hệ giữa hai người ổn định nhất. Dương Bách Xuyên đi đến, nhẹ nhàng ôm U Dương Ngọc Thanh vào lòng, sao em lại không đi? Âu Dương Ngọc Thanh biết Dương Bách Xuyên muốn hỏi tại sao mình không đi đón mẹ. Nhưng cô ấy nghĩ rằng sau cuộc hôn nhân trắc trở, mình có thể gặp được Dương Bách Xuyên thật lòng yêu mình đã là ông trời ban ơn rồi. Cô ấy chưa bao giờ yêu cầu xa vời Dương Bách Xuyên làm gì cho mình. Thậm chí cô ấy còn từng nhủ trong lòng, đời này yên lặng đứng phía sau Dương Bách Xuyên cũng đủ rồi. Trong mấy năm Dương Bách Xuyên mất tích, U Dương Ngọc Thanh vẫn luôn khắc ghi ân tình ngày trước của anh, cũng kiên trì giữ tình cảm trong lòng. Đời này không phụ lòng, đây là câu trước kia Dương Bách Xuyên từng nói. Cô ấy cũng vậy không phải sao? Chưa bao giờ U Dương Ngọc Thanh dám mơ tưởng có một ngày Dương Bách Xuyên sẽ cho mình một danh phận, bởi vì cô ấy từng có một cuộc hôn nhân thất bại, còn có một đứa con gái, vì vậy cô ấy không cầu mong gì khác. Được Dương Bách Xuyên nhớ nhung cũng đủ rồi. Cho nên tối hôm qua nhận được sự công nhận của bà nội, sau khi rời khỏi phòng của bà nội, cô ấy mất ngủ cả đêm, cũng khóc cả đêm. Đến bây giờ U Dương Ngọc Thanh mới chính thức hiểu rõ thân phận người tu chân của Dương Bách Xuyên, quả thật là nhân vật thần tiên, cho nên cô ấy không nảy sinh khúc mắc về chuyện cưới chung. Các chị em khác đều đi đón người lớn trong nhà, nhưng cô ấy không đi. Bởi vì cô ấy đã làm chủ cuộc đời mình, cũng biết là mẹ sẽ không xen vào chuyện của mình. Thậm chí lúc trước Dương Bách Xuyên giúp mình xử lý anh trai chị dâu, mẹ cũng ngầm chấp nhận. Trước kia cô ấy không kết hôn mà cam tâm tình nguyện làm một người phụ nữ phía sau Dương Bách Xuyên. U Dương Ngọc Thanh biết rõ điều này, cho nên không cần phiền phức, dù sao trong nhà cũng chẳng còn người thân. Nghe thấy câu hỏi của Dương Bách Xuyên, mắt U Dương Ngọc Thanh đỏ hoe. Cô ấy biết trong lòng Dương Bách Xuyên vẫn luôn có vị trí của mình. U Dương Ngọc Thanh ôm Dương Bách Xuyên và nói, phía mẹ em không thành vấn đề, khi nào con gái em nghỉ hè là có thể đến đây. Vả lại, anh chính là người thân của em. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Từ một câu nói, Dương Bách Xuyên đã hiểu tiếng lòng của U Dương Ngọc Thanh. Anh xúc động, khẽ khàng nói, em yên tâm, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, tôi vĩnh viễn không bao giờ phụ lòng em. Dương Bách Xuyên biết mình không cần nói quá nhiều với Âu Dương Ngọc Thanh, không ai hiểu anh hơn cô ấy. Hồi trước khi anh lên đại học, Âu Dương Ngọc Thanh thường xuyên trò chuyện với anh, tỉ mỉ quan tâm anh từ học tập đến cuộc sống. Mà Dương Bách Xuyên có chuyện gì cũng sẵn lòng tâm sự với cô ấy. Cho nên hai bên có thể hiểu đối phương. Bây giờ lại càng là như thế. Âu Dương Ngọc Thanh nghe Dương Bách Xuyên nói vậy thì toàn thân run lên, đỏ mặt đáp ừm rồi ôm chặt anh. Sau 6 năm, bởi vì liên quan đến tu vi nên Âu Dương Ngọc Thanh càng có hương vị phụ nữ,
tuy chỉ là trúc cơ sơ kỳ nhưng cơ thể và làn da như được tái sinh, toàn thân tỏa ra hương vị phụ nữ như làn nước êm đềm. Khiến Dương Bách Xuyên không nhịn được hôn một cái. Ưm. Âu Dương Ngọc Thanh khẽ rên một tiếng, cả người nóng hừng hực, khuôn mặt đỏ như táo chín, trắng nõn hồng hào, vô cùng quyến rũ. Tên họ Dương nào đó nhìn Âu Dương Ngọc Thanh, cảm thấy toàn thân bốc cháy, thình lình bế thốc đối phương vào phòng ngủ. Một ngày trôi qua rất nhanh, 6 năm rồi tên họ Dương nào đó không được ăn thịt, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, mãi cho tới tận khuya mới ra khỏi phòng Âu Dương Ngọc Thanh. Nhưng Dương Bách Xuyên vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, nếu không phải Âu Dương Ngọc Thanh giơ cờ trắng đầu hàng, thì anh có thể chiến đấu trong phòng 3 ngày 3 đêm. Buổi tối anh đột nhiên nhớ ra mình phải vào Bình Càn Khôn đưa quần áo cho chị Mai, còn phải đưa cô ấy ra ngoài xem thế giới bên ngoài nữa. Làm xăng làm bậy một hồi, anh lại quên mất tiêu. Dương Bách Xuyên vội vàng tìm Âu Dương Ngọc Thanh xin mấy chiếc váy dài rồi tiến vào Bình Càn Khôn. Dù sao không gian Bình Càn Khôn cũng là một thế giới nhỏ không có sinh linh, quá cô độc. Sau khi tiến vào Bình Càn Khôn, Dương Bách Xuyên vừa nhìn đã thấy chị Mai ngồi trên bờ hồ cá rồng, đang nhìn mình bằng ánh mắt u oán. Dương Bách Xuyên cười lúng túng, xin lỗi chị Mai, em có việc nên chậm trễ, khụ khụ. Anh thuận miệng tìm đại một cái cớ, đâu thể nói là mình lăn giường quên mất đúng không? Chị còn tưởng em tán gái đến nỗi quên chị mất tiêu. Em có biết là chị đã chờ em một ngày rồi không? Chị Mai trách móc. Khụ khụ khụ, Dương Bách Xuyên bị câu nói của chị Mai làm cho nghẹn lời. Anh biết là chị Mai nói đùa, nhưng mà cô ấy nói đúng. Ồ, xem ra chị nói đúng rồi. Em trăng hoa thật đấy. Chị Mai bật cười trêu ghẹo. Tên họ Dương nào đó đỏ mặt, liên tục xua tay, vội vàng đưa trang phục cho chị Mai, đồng thời đánh trống lảng, chị Mai mặc mấy chiếc váy này trước đi. Sau này em sẽ cho người may đồ riêng cho chị. Chị Mai nhận trang phục, không cần phiền phức như vậy đâu, có thể mặc là được. Sau khi nói xong, cô ấy chợt nhíu mày. Dương Bách Xuyên thấy cô ấy nhíu mày bèn hỏi, sao vậy chị Mai? Nếu chị không thích kiểu dáng này thì em tìm cái khác nhé. Lần này mặt chị Mai đỏ bừng, em chỉ mang váy cho chị, không biết mang, đồ lót à. Dương Bách Xuyên sững ra giây lát. Sau đó lúng túng nói, khụ khụ, cái đó. Đúng là em quên mất, chị chờ em một lát, bây giờ em đi tìm ngay. Nói rồi anh định ra khỏi không gian Bình Càn Khôn. Thôi thôi, dù sao chị cũng chỉ ra ngoài cho thoáng, không sao cả. Trước đây không mặc, khụ khụ, tóm lại là không cần. Em quay sang chỗ khác đi. Chị Mai đỏ mặt xua tay, không cho Dương Bách Xuyên đi tìm đồ lót. Hiện tại cô ấy mang hình hài cá rồng. Dường như đã quen với cảm giác trống không. Hích, vâng, Dương Bách Xuyên không cố ép, nghe vậy bèn quay đi. Phía sau vang lên âm thanh thay đồ, trong đầu tên họ Dương nào đó bất giác hiện ra hình ảnh sau khi gặp chị Mai trong cung điện dưới hồ cá rồng ngày hôm qua, anh không nhịn được nuốt nước miếng. Có lẽ là do cơ thể cá rồng, Dương Bách Xuyên phát hiện gò núi đôi của chị Mai chắc chắn là sai ngoại cỡ. Bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng không cưỡng lại được. Trong lúc Dương Bách Xuyên còn đang tưởng tượng viển vông, giọng nói của chị Mai vang lên sau lưng, xong rồi, chúng ta có thể ra ngoài. Dương Bách Xuyên xoay người lại, hai mắt lập tức sáng ngời, càng thêm miệng đắng lưỡi khô. Chị Mai mặc một chiếc váy liền màu trắng dài chạm đất, che kín đuôi cá. Lúc này chị Mai đã cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài ngày hôm qua, thay sang váy dài. Cô ấy cao 1m80, chiếc váy dài vừa vặn tôn lên đường cong là lướt, mái tóc dài màu vàng buông xõa bên eo. Dương Bách Xuyên đứng bên cạnh không quấy rầy đối phương. Dưới ánh trăng và ánh sao soi rọi, thời khắc này chị Mai vô cùng thánh khiết và xinh đẹp. Hai người đứng trong sân một lúc rồi đi ra ngoài. Khi đến tiền viện, đột nhiên trên người chị Mai lóe lên một quầng sáng rồi biến mất ngay tại chỗ. Cảnh tượng này khiến Dương Bách Xuyên sững sờ. Vô cùng lo lắng. Anh đang định lên tiếng thì nghe thấy giọng nói của chị Mai, chị không sao, chỉ đang ẩn thân thôi. Có người tới, hiện tại chị vẫn chưa muốn gặp người khác. Dương Bách Xuyên thở phào, quả nhiên lúc này có tiếng bước chân vang lên, anh nhìn sang thì thấy Khư Vân và Tô Cẩn xuất hiện ở trung viện. Hai người này sống ở trung viện. Chào tiên sinh. Hai người hành lễ với Dương Bách Xuyên.
không cần đa lễ, tôi ra ngoài đi dạo đây. Lúc này Dương Bách Xuyên đang tò mò về chuyện chị Mai có thần thông ẩn thân, muốn hỏi cô ấy, cho nên chỉ chào hỏi Khưu Vân và Tô Cẩn rồi lập tức đi thẳng ra cổng. Sau khi đi đến đầu thôn, chị Mai mới hiện thân. Dương Bách Xuyên không nhịn được hỏi, chị Mai, thần thông ẩn thân của chị là thiên phú thần thông gì vậy? Thật ra chị cũng không biết nó có được tính là thần thông hay không. Sau khi chị hóa hình, trong đầu có thêm một số kiến thức, trong bản năng chị chỉ biết là truyền thừa huyết mạch. Có một số cái chị có thể sử dụng, có một số cái tạm thời chưa thể sử dụng, chắc là phải chờ sau khi chị hóa hình toàn mới có thể dùng. Chị Mai trả lời. Dương Bách Xuyên gật đầu, không hỏi thêm. Anh biết cá rồng có nhiều chi, nếu tu luyện đến cuối cùng, huyết mạch phản tổ thành công là có thể hóa thành chân long. Kỳ thực trong huyết mạch của một số thần cầm thần thú có thần thông truyền thừa, đây là bí mật của người ta, dò hỏi không tốt. Tình huống này khá giống người cá hạ lộ, cả hai đều là cá rồng, mà chị Mai hiện tại còn mạnh hơn hạ lộ hồi trước. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của Dương Bách Xuyên. Theo lý thì người cá hạ lộ rời khỏi trái đất sớm hơn, chắc hẳn cũng đã tiến vào sơn hải giới. Nhiều năm không gặp, nói không chừng hạ lộ cũng gặp cơ duyên nào đó, chưa chắc tu vi hiện tại kém hơn chị Mai. Tuy nhiên huyết mạch thần thú khác tu vi bình thường, không nhìn ra cảnh giới tu vi gì, hay nói chính xác hơn là hoàn toàn không có cảnh giới tu vi để phân chia. Lợi thế của bọn họ nằm ở sức mạnh huyết mạch, tương tự như tiểu phượng hoàng Dương San Hồng. Dương Bách Xuyên rất chờ mong một ngày nào đó gặp lại người cá hạ lộ. Anh quen biết những hai mỹ nhân cá rồng kia đấy. Dương Bách Xuyên và chị Mai đi loanh quanh khắp thôn Vân cả đêm. Khi phía đông xuất hiện ánh sáng bạc, mí mắt Dương Bách Xuyên bắt đầu đánh nhau. Hiện giờ Dương Bách Xuyên không còn tu vi, chẳng mạnh hơn người bình thường là mấy. Hơn nữa ban ngày anh còn hoang dâm với Âu Dương Ngọc Thanh suốt một ngày, đêm nay còn đi dạo đến Hồ Tiên Nữ, cũng là quê hương của cá rồng. Chính vì thế, anh vô cùng mệt mỏi. Chị Mai vẫn còn bừng bừng hứng thú, nhưng thấy Dương Bách Xuyên mệt mỏi thì cũng ngại bắt anh đi cùng mình. Cô ấy mỉm cười bảo, được rồi nhóc Xuyên, đêm nay em vất vả rồi, đưa chị trở về không gian bình càn khôn đi. Dương Bách Xuyên xua tay, không vất vả. Chị Mai à, thật ra em có thể sắp xếp cho chị ở Vân Môn. Nếu chị không thích ở lại nhà chính đông người thì có thể ở bên ngoài. Khu nhà mới của Vân Môn còn rất nhiều tiểu viện biệt lập. Không cần đâu, trước khi hóa hình hoàn toàn, chị không muốn tiếp xúc với người khác. Em đưa chị về không gian bình càn khôn đi, sau này nếu em rảnh rỗi thì thỉnh thoảng đưa chị ra ngoài thăm thú là được. Chị cảm thấy ở trong cung điện dưới đáy hồ cá rồng tu luyện rất nhanh. Chị hóa hình ở hồ cá rồng, nơi đó là đạo trường của chị. Từ cái ngày không gian bình càn khôn biến đổi, chị đã biết điều này. Dường như trong mông lung đã định trước là như thế. Bây giờ chị sống ở bên ngoài thì không tốt, chị Mai yếu ớt nói. Dương Bách Xuyên nghe xong cũng cảm thấy có lý nên không cố ép nữa. Dù sao bây giờ anh cũng là người bình thường, ngày nào cũng có thời gian ra ngoài đi dạo, thường xuyên dẫn theo chị Mai ra ngoài thăm thú là được. Được, em đưa chị về. Dương Bách Xuyên đồng ý. Chờ đã, trong lúc nói chuyện. Chị Mai bơi đến hôn nhẹ lên môi Dương Bách Xuyên như chuồn chuồn lướt nước, đỏ mặt cười khẽ, đây xem như là phần thưởng chị tặng em. Cảm ơn em đi cùng chị hôm nay. Dương Bách Xuyên được chị Mai hôn, xương cốt toàn thân lập tức mềm nhũn. Sau đó, trong tiếng thúc giục của chị Mai, anh thầm niệm trong đầu đưa đối phương vào không gian bình càn khôn. Dương Bách Xuyên vuốt ve bờ môi vẫn còn vương hương thơm, cười ngây ngô trở về thôn. Dương Bách Xuyên vào thôn Vân. Khi đi ngang qua một căn nhà, anh nhìn thấy một người quen, Viên Kim Phượng. Sáng sớm Viên Kim Phượng thức dậy tưới hoa trong sân, trông có vẻ bồn chồn bất an. Tên họ Dương nào đó không quan tâm Viên Kim Phượng có tưới hoa hay không, mắt cứ dán lên người cô ấy. Không chú ý cũng khó, bởi vì Viên Kim Phượng mặc một bộ đồ ngủ hoạt hình rất đẹp. Tên họ Dương nào đó nhìn thấy Viên Kim Phượng, lập tức không còn mệt mỏi, cười khà khà đi vào sân. Anh quên mất chuyện cả nhà Viên Kim Phượng đã cư trú ở thôn Vân sau chuyến đi Hồng Kông. Chị Kim Phượng đã dậy tưới hoa rồi cơ à? Tên họ Dương nào đó nhoài lên cổng, cười hì hì gọi. Viên Kim Phượng vốn đang lơ đãng đột nhiên nghe thấy tiếng gọi, bình nước rơi xuống đất. Thật ra hôm qua sau khi Triệu Nam lên tiếng,
Viên Kim Phượng vốn định tới nhà ông ngoại đón ba mẹ nói chuyện. Nhưng trên đường cô gọi điện thoại, mẹ nói là tối nay sẽ về. Tối qua và ban ngày, thậm chí buổi tối hôm nay, cô đều đến nhà tìm Dương Bách Xuyên, nhưng... Sau khi nghe thấy một số tiếng động, Viên Kim Phượng đỏ mặt chạy về nhà. Cô vẫn luôn oán trách Dương Bách Xuyên, anh đã trở về mấy ngày mà không nói chuyện riêng với cô được mấy câu. Cô đi tìm anh 2-3 lần, anh đều đang ở trong phòng các chị em khác. Điều này khiến Viên Kim Phượng bắt đầu suy nghĩ lung tung. Có phải Dương Bách Xuyên hết yêu mình rồi không? Nếu không thì tại sao cậu ấy không đến tìm mình? Chắc là cậu ấy thật sự hết yêu mình rồi chăng? Cũng đúng thôi, so với các chị em khác, mình chẳng có gia thế cũng không có học thức. Hơn nữa 6 năm trước, bởi vì Dương Bách Xuyên đến Hồng Kông tìm mình mà suýt chút nữa bị người nhà họ Hồng nổ chết ở hầm mỏ. Lúc đó còn liên lụy đến một minh tinh nổi tiếng tên là chị Mai. Trong mắt người khác, mình vẫn là quả phụ đen đủi, Dương Bách Xuyên không để ý đến mình cũng là chuyện bình thường. Từ tối hôm qua Viên Kim Phượng bắt đầu suy nghĩ lung tung, một đêm không ngủ, sáng sớm dứt khoát dậy tưới hoa. Cô ấy tưới hoa cũng không tập trung, cứ suy nghĩ miên man, bị tiếng gọi của Dương Bách Xuyên dọa giật mình. Sau đó, cô ấy nhìn thấy Dương Bách Xuyên cười khà khà nhoài trên cổng. Cậu ấy chưa quên mình phải không? Toàn thân Viên Kim Phượng run lên, trong lòng thầm nói một câu, bỗng dưng bật khóc. Thật ra trong 6 năm qua, không có một ngày nào cô ấy không nhớ Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên chân chính là người đàn ông đầu tiên của cô ấy. Trong mắt người khác, Viên Kim Phượng là quả phụ đen đủi hai đời chồng, nhưng thật ra Dương Bách Xuyên mới thật sự là người đàn ông đầu tiên của cô ấy, sao cô ấy có thể không nhớ anh? Nhìn vào ánh mắt trong suốt của Dương Bách Xuyên, Viên Kim Phượng biết là đối phương không quên mình. Chẳng phải Dương Bách Xuyên đã đến tìm cô ấy rồi sao? Tiếc là Viên Kim Phượng không biết tên họ Dương nào đó đã lộ diện từ lâu, còn đi dạo suốt đêm với mỹ nhân cá rồng mới về nhà. Nếu Viên Kim Phượng biết chuyện này, không biết cô ấy sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng lúc này rốt cuộc Viên Kim Phượng cũng thấy thoải mái. Đây là lối tư duy rất kỳ lạ của phụ nữ. Một giây trước còn suy nghĩ miên man, bây giờ nhìn thấy người rồi liền ném tất cả lên 9 tầng mây. Dương Bách Xuyên thấy Viên Kim Phượng khóc thì ngẩn ra, vội vàng mở cổng đi vào. Chị Kim Phượng sao thế? Đang yên đang lành sao lại khóc? Dương Bách Xuyên đi tới hỏi han. Anh không hỏi còn đỡ. Anh vừa hỏi, Viên Kim Phượng càng khóc dữ hơn. Cô nhào vào lòng anh và nói, chị còn tưởng em không cần chị nữa. Hích, sao có thể chứ? Chẳng phải hôm qua chị tới nhà ông ngoại đón ba mẹ sao? Dương Bách Xuyên an ủi. Viên Kim Phượng khóc nức nở nói mình đã gọi điện cho ba mẹ, hôm nay họ sẽ về, không cần đi nữa. Còn nói mình đã đi tìm Dương Bách Xuyên 3 lần. Sau khi nghe xong, Dương Bách Xuyên cười khổ, là tại em không đè chị, khụ khụ. Chẳng phải là bây giờ em đến bù đắp cho chị sao? Sau khi an ủi Viên Kim Phượng một hồi, tên họ Dương nào đó dứt khoát bế cô ấy xông vào phòng ngủ. Lúc này người lớn không ở nhà, hơn nữa thời gian gấp rút, tính ra thì chắc hẳn hôm nay tất cả mọi người đều trở về, buổi chiều anh sẽ phô bày động tiên la phù trước mặt toàn thể Vân Môn. Không lâu sau, tiếng a vang lên. Đối với tên họ Dương nào đó mà nói, đây là một buổi sáng tuyệt vời. Khi mặt trời lên cao, Dương Bách Xuyên mở mắt ra, người đẹp trên giường nằm lên người anh như bạch tuộc. Thời gian không còn sớm, chiều nay mấy người phụ nữ sẽ đưa người lớn trong nhà đến, cũng là ngày Dương Bách Xuyên quyết định cho đệ tử mới của Vân Môn trong những năm gần đây thăm viếng tổ sư gia và gặp mặt chủ Vân Môn là anh. Anh đã rời ngày một lần. Không thể trì hoãn tiếp nữa. Dương Bách Xuyên khẽ cử động, chăn tuột xuống. Nhìn cơ thể trắng như ngọc của Viên Kim Phượng, anh lại dục dịch, nuốt nước miếng. Nhưng cuối cùng anh vẫn nhẫn nhịn mà rời giường, tự thôi miên trong lòng, việc chính quan trọng hơn, sau này còn rất nhiều cơ hội. Em không ngủ thêm một lát à? Viên Kim Phượng cũng tỉnh giấc. Chiều nay tổ chức đại điển Vân Môn, em không ngủ nữa, phải chuẩn bị một chút. Khi nào ba mẹ chị về thì chị đưa họ đi cùng nhé. Nói xong Dương Bách Xuyên hôn lên trán Viên Kim Phượng. Ừ, chị biết rồi. Lúc này Viên Kim Phượng đã tháo gỡ khúc mắc, nhẹ nhàng đáp lời, dáng vẻ hệt như thiếu nữ. Dương Bách Xuyên rời khỏi nhà Viên Kim Phượng,
vừa mới ra ngoài thì gặp ba mẹ của cô ấy. Tên họ Dương nào đó hơi lúng túng, vội vàng chào hỏi, chào dì Thúy Hoa, chào chú Đại Thành. Dù sao anh cũng đi từ nhà người ta ra ngoài, bất kỳ ai cũng suy nghĩ miên man. Tuy nhiên Dương Bách Xuyên lo thừa rồi, ba mẹ của Viên Kim Phượng nhìn thấy Dương Bách Xuyên lập tức quan tâm, nhất là Miêu Thúy Hoa. Mắt chợt đỏ hoe, bà ấy bước tới cầm tay Dương Bách Xuyên, đứa bé ngoan, cháu trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Cháu không biết mấy năm nay gì lo lắng cho cháu nhường nào đâu. Bây giờ cháu trở về là tốt rồi. Trong lúc Miêu Thúy Hoa nói chuyện, nước mắt cũng tuôn rơi. Ngày xưa hai chân bà ấy bị liệt, Dương Bách Xuyên đã chữa khỏi cho bà ấy. Miêu Thúy Hoa vốn là nông dân điển hình, chất phác lương thiện, còn là trưởng bối trong thôn nhìn Dương Bách Xuyên lớn lên từ nhỏ, bà ấy thật lòng quan tâm anh. Dương Bách Xuyên nghe thấy những lời nói tràn đầy quan tâm của Miêu Thúy Hoa, trong lòng vô cùng xúc động, cảm ơn dì quan tâm, cháu rất ổn. Dì và chú Đại Thành có khỏe không? Tuy Dương Bách Xuyên nhìn ra Miêu Thúy Hoa và Viên Đại Thành đều khỏe mạnh, nhưng vẫn phải lễ phép hỏi han. Năm xưa anh luyện chế đan dược, gia đình mấy người phụ nữ của anh cũng có phần. Trong số họ, những người quá tuổi tu chân, không thể tu luyện như Miêu Thúy Hoa và Viên Đại Thành, Dương Bách Xuyên muốn họ khỏe mạnh, ít nhất là có thể sống khỏe mạnh trong quãng đời còn lại. Bây giờ xem ra hiệu quả không tệ, tinh thần hai người rất tốt. Khỏe lắm, khỏe lắm. Nhóc Xuyên trở về là tốt rồi, buổi tối đến nhà chú uống vài ly nhé. Viên Đại Thành xen lời, vội vàng đáp, ông ấy cũng rất vui khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên. Lão già chết tiệt chỉ biết uống rượu. Đi đi đi, ông về nhà đi, để tôi nói mấy câu với Nhóc Xuyên. Miêu Thúy Hoa trợn mắt chừng Viên Đại Thành, đuổi ông ấy đi. Được được được, tôi về nhà uống rượu, trên đường chẳng uống mấy, sâu rượu bắt đầu quậy rồi đây. Bệnh của Viên Đại Thành đã được Dương Bách Xuyên chữa khỏi, lại thêm dùng đan dược của anh, hiện tại sức khỏe của ông ấy tốt hơn người cùng tuổi gấp nhiều lần. Cả đời là sâu rượu, bây giờ ông ấy càng uống rượu thả ga, luôn miệng nói đến rượu. Dương Bách Xuyên nở nụ cười. Thật ra anh rất ngưỡng mộ tính cách của Viên Đại Thành, cả đời vô lo vô nghĩ, lúc còn trẻ có Miêu Thúy Hoa quản lý gia đình, khi về già có cô con gái giàu có, không phải lo nghĩ về chi phí ăn uống, sở thích mỗi ngày là uống rượu. Về sau Viên Đại Thành gặp được Dương Bách Xuyên, anh khôi phục sức khỏe cho ông ấy, cuộc sống quả thật vui vẻ. Lão già chết tiệt, Miêu Thúy Hoa nhìn theo Viên Đại Thành rời đi, mắng một câu. Sau đó, bà ấy nhìn Dương Bách Xuyên rồi hỏi, Kim Phượng vẫn chưa dậy à? Khụ khụ, Dương Bách Xuyên lúng túng ho khan, đỏ mặt nói lý nhí, vẫn chưa ạ? Miêu Thúy Hoa không để ý, tươi cười bảo, dì đã coi cháu là người trong nhà từ lâu rồi. Cháu còn xấu hổ gì chứ? Miêu Thúy Hoa cười một tiếng, sau đó nghiêm túc hỏi Dương Bách Xuyên, Nhóc Xuyên à, dì nhìn cháu lớn lên từ nhỏ, cháu còn là ân nhân của gia đình gì, dì chú vẫn chưa báo đáp cháu. Chuyện giữa cháu và Kim Phượng, dì chú đều tán thành. Tối qua Kim Phượng gọi điện báo với dì chuyện này, bây giờ dì cho cháu câu trả lời chắc chắn, chỉ cần cháu và Kim Phượng đều sống tốt thì hai đứa làm gì, dì chú đều không phản đối. Mặc dù chuyện cưới chồng chung hơi trái thói, nhưng dì cũng biết cháu không phải là người bình thường, thật ra mấy lễ tiết phàm tục này chỉ bày ra cho nhà mấy cô vợ xem mà thôi. Cháu làm được như vậy chứng tỏ cháu có lòng, dì sẽ không phản đối, cháu không cần lo lắng gì hết. Dì cũng biết cháu sẽ đối xử tốt với Kim Phượng, có điều, dì không biết có nên nói ra hay không. Dì cứ nói đi ạ, có gì mà không thể nói. Chỉ cần cháu làm được. Cháu tuyệt đối không từ chối. Dương Bách Xuyên bồn chồn, thầm nghĩ phải chăng dì Thúy Hoa vẫn không thể thông cảm cho con gái mình cùng tổ chức hôn lễ với các cô gái khác. Miêu Thúy Hoa ngập ngừng một lúc rồi ngượng ngùng nói, vậy thì dì nói thẳng nhé. Dì nói đi ạ, ngoài mặt Dương Bách Xuyên tỏ ra nghiêm túc, chứ thật ra trong lòng vô cùng thấp thỏm, chỉ sợ Miêu Thúy Hoa nhắc đến chuyện gì khiến anh làm trái quy tắc, đến lúc đó anh có nên đồng ý hay không. Miêu Thúy Hoa hơi ngượng ngùng. Nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nói, Nhóc Xuyên, trước giờ dì chưa từng coi cháu là người ngoài, dì sẽ nói thẳng vậy. Cháu cũng biết là dì chỉ sinh cho lão Viên một đứa con là Kim Phượng, mặc dù xưa nay Đại Thành không nói gì, nhưng dì biết là ông ấy rất buồn. Thật ra hồi còn trẻ ông ấy không nghiện rượu đâu, nguyên nhân nghiện rượu là do dì không sinh được con trai cho lão Viên. Nhóc Xuyên à,
thật ra dì nói những lời này, ý dì là sau này cháu có thể cho một đứa con của cháu và Kim Phượng mang họ Viên không? Miêu Thúy Hoa nói xong, thấp thỏm nhìn Dương Bách Xuyên. Quả thật Dương Bách Xuyên nghe xong cũng ngây ra một lúc. Anh còn tưởng Miêu Thúy Hoa sẽ nhắc đến chuyện gì to tát, thì ra là chuyện này. Ngẫm lại cũng có thể hiểu được, dù sao tư tưởng kế thừa Hương Hỏa đã thâm căn cố đế ở Trung Quốc. Mặc dù đã sang thế kỷ mới, nhưng một số quan niệm truyền thống vẫn tồn tại ở nông thôn. Miêu Thúy Hoa đưa ra yêu cầu này không tính là quá đáng. Hơn nữa, đây không phải là chuyện gì to tát đối với Dương Bách Xuyên. Cho dù là người bình thường hưởng nền giáo dục đại học cũng sẽ không có tư tưởng này, huống chi Dương Bách Xuyên còn là người tu chân. Và lại chỉ là họ của đứa trẻ mà thôi, không phải cho con đi, trong người đứa bé vẫn chảy dòng máu của anh. Dương Bách Xuyên cảm thấy yêu cầu của Miêu Thúy Hoa rất bình thường, không quá đáng chút nào. Có thể đổi lấy sự ủng hộ của ba mẹ Viên Kim Phượng, giải quyết xong cửa ải này, Dương Bách Xuyên rất vui lòng. Hơn nữa bây giờ đứa trẻ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, anh nói chuyện không hề có áp lực. Miêu Thúy Hoa thấy Dương Bách Xuyên im lặng, còn tưởng anh tức giận không vui. Trong quan niệm của bà ấy, yêu cầu này ở nông thôn quả thật rất quá đáng. Bà ấy rất sợ yêu cầu của mình ảnh hưởng tới quan hệ giữa con gái và Dương Bách Xuyên, bèn vội vàng nói, nhóc Xuyên à. Dì chỉ nói vậy thôi, dì chú không làm khó cháu đâu. Không sao, không sao hết, chỉ cần cháu và Kim Phượng sống tốt là được. Trong lòng Miêu Thúy Hoa, con gái từng chịu tiếng xấu là quả phụ đen đủi trong thời gian dài, ở nông thôn không ngóc đầu lên được, thậm chí không có ý định kết hôn nữa. Khó khăn lắm mới có Dương Bách Xuyên giúp con gái có cuộc sống mới, bà ấy không muốn con gái khổ sở. Vì vậy bà ấy xua tay, rất sợ Dương Bách Xuyên tức giận. Đâu ngờ rằng Dương Bách Xuyên không để ý mấy chuyện này. Dương Bách Xuyên hoàn hồn, biết là Miêu Thúy Hoa đã hiểu lầm, bèn mỉm cười nói, dì nghĩ nhiều rồi. Cháu đồng ý, đây chỉ là chuyện nhỏ, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, đừng nói là một đứa bé họ Viên. Nhiều hơn nữa cũng không thành vấn đề. Cho dù hôm nay dì không nói, sau này cháu cũng có dự định cho con của cháu và chị Kim Phượng mang họ Viên theo chị Kim Phượng. Mắt Miêu Thúy Hoa lập tức đỏ hoe, nhóc Xuyên, đứa bé ngoan, dì cảm ơn cháu. Nếu đúng thật là như thế thì sau này dì chết có thể đối mặt với liệt tổ liệt tông nhà họ Viên rồi. Trong lúc nói chuyện, Miêu Thúy Hoa kích động đến nỗi nước mắt tuôn rơi. Sau đó, Dương Bách Xuyên uyển chuyển từ chối lời mời ăn cơm của Miêu Thúy Hoa, đi về nhà. Nói thêm về khúc nhạc đệm này, sau khi Miêu Thúy Hoa về nhà, bà ấy đến thẳng phòng của con gái Viên Kim Phượng. Thấy con gái vẫn còn nằm trên giường ngủ, bà ấy đảo mắt nhìn chiếc chăn xốc xếch trên giường, lập tức cười thầm. Lúc này dường như Viên Kim Phượng phát hiện có người tới, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy mẹ mình đứng trước cửa sổ. Cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, mẹ ơi! Ba mẹ về rồi ạ. Đang nói thì cô ấy định đứng dậy. Ừ, ba mẹ vừa mới về, gặp nhóc Xuyên ở cổng. Kim Phượng đừng đứng dậy, đừng đứng dậy, nằm thêm một lúc đi, như vậy tỷ lệ mang thai mới cao. Con ngủ thêm một lúc nữa đi, để mẹ nấu cơm cho. Miêu Thúy Hoa mỉm cười dịu dàng. Viên Kim Phượng nghe mẹ nói vậy thì sửng sốt, ban đầu không kịp phản ứng, sau đó hiểu ra, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Cô không phải là thiếu nữ chưa trải đời, sao lại không hiểu ý của mẹ? Mẹ này, mẹ nói linh tinh gì thế? Viên Kim Phượng bị mẹ ấn trở lại giường, đỏ mặt nũng nịu nói. Con bé chết tiệt này, mẹ là người từng trải, nghe mẹ cấm có sai. Còn nữa, mẹ nói cho con biết chuyện này, lúc nãy nhóc Xuyên đã đồng ý. Miêu Thúy Hoa lại nhải kể cho con gái nghe cuộc nói chuyện giữa bà ấy và Dương Bách Xuyên. Viên Kim Phượng nghe xong, cực kỳ chấn động, bây giờ cô mới hiểu ra Dương Bách Xuyên thật lòng với mình. Cô cũng giống mẹ, mặc dù đã chứng kiến những chuyện bên ngoài, nhưng bản chất vẫn là người truyền thống. Cô biết Dương Bách Xuyên cho con mình mang họ Viên là sự hy sinh lớn lao. Đương nhiên bây giờ vẫn chưa biết đứa bé ở nơi nào, nhưng Viên Kim Phượng quan tâm tới thái độ của Dương Bách Xuyên, anh có tấm lòng này là đủ rồi. Cô thầm thề rằng sau này tuyệt đối sẽ không gây rắc rối cho Dương Bách Xuyên. Trong mấy người phụ nữ của anh, cô sẽ là người tri kỷ nhất, không gây phiền phức. Khi Dương Bách Xuyên về nhà đã là giữa trưa, anh phát hiện Triệu Nam là người đầu tiên trở về,
ba của cô ấy là Triệu Viễn Hiền và bác cả Triệu Viễn Thành đi cùng. Trước đây Dương Bách Xuyên từng đánh với ba con Triệu Viễn Thành, Triệu Vũ Linh một trận, từ đó Triệu Viễn Thành không dám kiêu ngạo trước mặt anh nữa. Nhất là mấy năm nay đám con cháu nhà họ Triệu dựa vào quan hệ của Triệu Nam đến Vân Môn tu hành, địa vị của nhà họ Triệu trong giới võ cổ tăng vèo vèo, mơ hồ có danh tiếng gia tộc đứng đầu giới võ cổ đế đô. Xuất phát từ lợi ích gia tộc, hiện tại người nhà Triệu vô cùng nịnh bợ chàng rể Dương Bách Xuyên. Chỉ có giới võ cổ mới biết sự lợi hại của Vân Môn. Lần này Triệu Nam về nhà vốn chỉ muốn mời ba mình Triệu Viễn Hiền, nhưng bác cả Triệu Viễn Thành cứ nằng nặc đòi đi cùng. Lý do rất đơn giản, bác là bác của cháu là cháu gái của bác, Triệu Nam cháu là hòn ngọc quý trên tay nhà họ Triệu, là niềm kiêu hãnh của nhà ta, sao có thể cưới chung chồng với những người phụ nữ tầm thường kia. Lúc đó bác cả Triệu Viễn Thành hùng hồn nói, không được, bác là bác cả của cháu, phải đứng ra làm chỗ dựa cho cháu. Bác phải hỏi Dương Bách Xuyên tại sao lại bắt hòn ngọc quý trên tay nhà họ Triệu chúng ta cùng kết hôn với các cô gái khác. Làm như vậy thì mặt mũi nhà họ Triệu biết giấu vào đâu. Triệu Nam nhớ nguyên si câu nói của bác cả là đến tìm Dương Bách Xuyên hỏi tội. Nhưng cô ấy biết rõ bác cả có toan tính riêng. Mấy năm nay, ông ta hưởng ké đan dược của Vân Môn, tu vi đã đạt tới đến bình cảnh hóa kình. Thật ra lần này ông ta đi cùng là để moi lợi ích từ Dương Bách Xuyên, nhờ Dương Bách Xuyên giúp mình phá bình cảnh hóa kình. Triệu Nam cực kỳ cạn lời với bác cả, nhưng lại muốn nhìn xem ông ta sẽ hỏi tội Dương Bách Xuyên như thế nào. Dương Bách Xuyên đi vào phòng khách, định chào hỏi ba và bác cả của Triệu Nam. Mặc dù bây giờ anh đã là chủ Vân Môn, nhưng dù sao hai người họ cũng là trưởng bối của Triệu Nam, anh cần phải chào hỏi. Nhưng Triệu Viễn Thành nhìn thấy Dương Bách Xuyên, không đợi anh bước vào cửa mà lập tức đứng dậy mỉm cười, ôi chao, cháu rể à, 6 năm không gặp, bác cả nhớ cháu lắm đấy. Ông ta vừa nói vừa chắp tay chào Dương Bách Xuyên, trên mặt treo nụ cười nịnh nọt, giọng điệu cũng tràn đầy ý lấy lòng. Triệu Nam sửng sốt, cảm thấy xấu hổ vì độ mặt dày của bác cả. Đã bảo là hỏi tội cơ mà. Đây là hỏi tội hả? Đây là nịnh nọt một cách trắng trợn đó biết không? Triệu Nam cảm thấy mất mặt, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên bác cả vẫn như xưa. Cô ấy đã đoán đúng, thật sự là dở khóc dở cười. Thấy anh cả như vậy, Triệu Viễn Hiền ngồi bên cạnh Triệu Nam lập tức xa sầm sắc mặt, thầm mắng, đúng là không biết xấu hổ. Đó là con rể tôi mà. Ông ấy thừa biết tính của anh cả, tất nhiên biết anh cả muốn moi lợi ích từ Dương Bách Xuyên. Là ba vợ danh chính ngôn thuận, Triệu Viễn Hiền không chịu thua kém. Có lợi mà không cần mới là đồ ngu. Ông ấy biết Dương Bách Xuyên có vô số vật báu, cũng từng bảo con gái lấy đan dược từ Vân Môn, nhưng bị con gái từ chối không chút do dự. Vì vậy Triệu Viễn Hiền còn mắng con gái là đồ vô ơn. Hiện tại cũng vậy, sau này con gái lập gia đình rồi sẽ không nhận nhà họ Triệu nữa có phải không? Bây giờ khó khăn lắm mới được gặp con rể. Triệu Viễn Hiền cũng biết Dương Bách Xuyên hào phóng, không đòi được lợi ích từ con gái, nhưng con rể Dương Bách Xuyên chắc chắn sẽ không keo kiệt. Thấy anh cả Triệu Viễn Thành giành giật trước, Triệu Viễn Hiền đứng ngồi không yên. Ông ấy đứng dậy, đi đến đẩy anh cả ra, đồng thời nói nhỏ, anh cả giữ thể diện chút đi, tôi mới là ba vợ, Dương Bách Xuyên là con rể của tôi biết không? Chú hai à, tôi là chủ nhà họ Triệu, quản lý gia tộc. Chú quản lý sản nghiệp nhà họ Triệu. Cháu rể là người tu hành, tất nhiên là để tôi giao tiếp. Triệu Viễn Thành thản nhiên nói. Anh nói cứ như tôi không có tu vi ấy. Anh cả đừng quên hiện tại tôi cũng là hóa kình đỉnh phong. Triệu Viễn Hiền cãi nhau với anh cả, từ trước tới giờ hai người đều như vậy. Triệu Nam mặt đỏ tía tai. Vừa rồi cô ấy còn khinh bỉ bác cả, thoát cái ba mình cũng tham gia. Nhìn vẻ mặt cười tủm tỉm của Dương Bách Xuyên, Triệu Nam chỉ hận không được tìm cái lỗ mà chui vào. Thật là mất mặt. Đây không phải lần đầu tiên Dương Bách Xuyên tiếp xúc với hai người này, đương nhiên anh biết bọn họ đang nghĩ gì. Thấy hai người sắp cãi vã, Dương Bách Xuyên cười thầm, trong lòng đã có ý tưởng. Anh thầm niệm trong lòng, hai quả linh đào thơm hương trái cây, tỏa ra linh khí xuất hiện trong tay. Ngay sau đó, anh em Triệu Viễn Hiền và Triệu Viễn Thành lập tức dừng cãi nhau, nhìn chằm chằm vào tay Dương Bách Xuyên, chỉ thiếu điều chảy nước miếng. Phàm là linh vật thì đều có linh khí, nhãn duyên hay cảm quan, Triệu Viễn Thành và Triệu Viễn Hiền cũng được xem là người nổi bật trong giới võ cổ,
đương nhiên năng lực nhận biết sẽ mạnh hơn người bình thường. Dương Bách Xuyên vừa đưa linh đào ra, hai người kia đã biết là linh vật, ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào linh đào, không thể rời tầm mắt được. Nhìn thấy hai người mở to hai mắt, Dương Bách Xuyên há có thể không nhìn thấu tâm tư của bọn họ, cũng không nói gì, khẽ cười nói, hai viên linh đào này có thể giúp hai bác giải quyết vấn đề bình cảnh trước mắt, mong hai bác đừng từ chối. Dù sao cũng là trưởng bối của Triệu Nam, một người là cha vợ, Dương Bách Xuyên cũng không dám bắt chẹt gì đó. Sao lại không biết xấu hổ thế chứ? Triệu Viễn Thành cười nói, ra vẻ từ chối, nhưng sau khi dứt lời một viên linh đào đã nằm trong tay ông ấy, bây giờ mà ông ấy từ chối thì đúng là ngu. Cảm ơn con rể, ha ha ha. Còn Triệu Viễn Hiền thì thoải mái nhận lấy một viên linh đào khác từ trong tay Dương Bách Xuyên. Bác trai đừng khách sáo, đây là tâm ý của cháu. Ở trước mặt vị cha vợ hiền từ Triệu Viễn Hiền này, Dương Bách Xuyên vẫn rất tôn kính, không nhìn mặt tăng thì vẫn phải nhìn mặt Phật. Có Triệu Nam ở đây, anh cũng không dám bất kính với cha vợ, hơn nữa lúc trước vị cha vợ hiền từ trước mặt này cũng không ngăn cản Triệu Nam với hắn. Mấy người khách sáo một lúc rồi ngồi vào chỗ, lúc này Dương Bách Xuyên ngồi ở vị trí chủ tọa, thân là địa chủ, lại là người đứng đầu Vân Môn. Khách sáo lúc trước là lấy lễ nghi của vãn bối chiêu đãi trưởng bối Triệu gia, kế tiếp bàn chính sự, đương nhiên anh cũng không khách sáo. Phần này không liên quan đến bối phận, mà là khí độ một vị trí tôn nên có, quy củ của giới võ cổ cũng như thế, người nhà họ Triệu cũng không nói gì. Dương Bách Xuyên ngồi xuống, sau đó Khư Vân rót trà cho mấy người, Dương Bách Xuyên uống một ngụm, nói với Triệu Nam bên cạnh, Nam Nam, em đi tìm mấy người lục hộ pháp sắp xếp mấy chuyện đại hội đi. Địa điểm ở quảng trường sau Sơn Hạ. Triệu Nam gật đầu, cô thông minh cỡ nào chứ, há lại không biết Dương Bách Xuyên có việc muốn nói với cha cô, chỉ là không tiện cho cô nghe mà thôi. Việc chuẩn bị đại hội Vân Môn, bọn Lý Đại Nghị và Trần Thất Thiên đã chuẩn bị xong từ 3 ngày trước. Chờ Triệu Nam đi ra ngoài, Dương Bách Xuyên mới cười nói, chắc hẳn Nam Nam đã nói rõ tình hình của chúng cháu cho hai bác, bây giờ cháu muốn nghe ý kiến của nhà họ Triệu. Nếu làm được thì cháu chắc chắn sẽ làm. Nếu Triệu Nam có thể mời cha và bác đến thì đã cho thấy nhà họ Triệu đồng ý cho anh kết hôn với mấy cô gái kia, người ta có thái độ thế thì đương nhiên anh cũng không keo kiệt, việc làm được thì chắc chắn sẽ lo chu toàn, càng không khiến Triệu Nam khó xử. Đương nhiên không riêng gì Triệu Nam, anh cũng đối xử với mấy cô gái kia rất bình đẳng. U Dương Ngọc Thanh có thể tự làm chủ, cô ấy có một cô con gái. Lúc trước Dương Bách Xuyên khá yêu thích Tiểu Đào Đào con gái của U Dương Ngọc Thanh, bây giờ cũng thế, sau này vẫn xem Tiểu Đào Đào như con mình. Đây là lời hứa của anh với U Dương Ngọc Thanh, vậy nên ải U Dương Ngọc Thanh đã qua. Thứ hai là nhà Viên Kim Phượng, Miêu Thúy Hoa nói sau này con sẽ mang họ Viên, Dương Bách Xuyên cũng đã đồng ý, xử lý xong người nhà họ Viên. Dương Bách Xuyên cũng tin chắc mỗi nhà đều sẽ đồng ý, chỉ là chưa hiểu rõ mỗi người tu chân và lợi ích. Vậy nên Dương Bách Xuyên đã chuẩn bị tốt mọi thứ. Bây giờ đối mặt với người giới võ cổ như nhà họ Triệu, Dương Bách Xuyên chắc chắn có thể giải quyết được. Dương Bách Xuyên rất hiểu người giới võ cổ quan tâm gì nhất, cho nên anh đi thẳng vào vấn đề. Triệu Viễn Thành nghe thế, ánh mắt nhìn Dương Bách Xuyên sáng lên, nhìn thoáng qua Triệu Viễn Hiền, vừa định bảo Triệu Viễn Hiền là cha vợ Dương Bách Xuyên nói thì lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân. Anh! Mấy người chị Lâm Hoan và chị Ninh Thiết đã quay về, anh có cần ra ngoài nghênh đón không? Thì ra là em gái Dương San San đi vào. Dương Bách Xuyên ngẩn người nói, các cô ấy ư, có bao nhiêu người? 4 người chị Vô Tình, Lâm Hoan, Ninh Kỳ, Bộ Thanh Mai cùng quay về, đều dẫn theo người đến. Anh, người nhà Ninh Kỳ là gia tộc võ cổ, còn có người Nga Mi nữa. Sau mấy năm tu chân, Dương San San cũng xem như hiểu sơ sơ về giới võ cổ của địa cầu. Còn Dương Bách Xuyên thì không rõ lắm, nhà Độc Cô Vô Tình là thế gia võ cổ, đương nhiên không cần phải nói, Dương Bách Xuyên cũng biết ba mẹ Lâm Hoan, Bộ Thanh Mai xuất thân nông thôn, chỉ là chưa từng thăm hỏi mà thôi, chắc cũng không khó khăn gì. Còn về gia đình Ninh Kha, Dương Bách Xuyên cũng chưa từng thăm hỏi, cũng chưa từng gặp, chỉ nghe Ninh Thiết từng nhắc gia đình làm trong quân đội, cũng từng luyện võ. Võ cổ giả cũng không có gì đặc biệt. Đối với Vân Môn bây giờ mà nói căn bản không tính là gì, chỉ là em gái đã cố tình nhắc đến người Nga Mi, vậy chắc hẳn có nội tình gì đó, không ngờ người nhà Ninh Kỳ lại liên quan đến Nga Mi.
Hơn nữa lại trùng hợp như thế, bốn nhà đến cùng lúc. Dương Bách Xuyên đứng dậy hỏi, đến đâu rồi? Nhìn thấy có đệ tử Vân Môn tập trung ở quảng trường sau núi nên tất cả bọn họ đi qua bên quảng trường cả rồi. Dương Bách Xuyên nheo mắt lại, hình như trong ý của em gái cho thấy có người đang gây khó dễ. Bà nội đâu? Dương Bách Xuyên hỏi, từ lúc anh vào đây không thấy bà nội đâu cả, lúc này nếu mấy gia đình đã qua bên quảng trường thì cũng đỡ việc. Hôm nay anh và tất cả đệ tử Vân Môn gặp người nhà mấy cô gái, vốn định dùng chút mánh khóe. Có thể nói là giả vờ chèn ép, mà anh cũng muốn dẫn bà theo để cho bà vui, để bà nội nhìn thấy thành tựu của đứa cháu trai, giúp bà vui một chút. Bà nội và em dẫn Tiểu Mạn Mạn đi dạo bên bờ sông, lúc này bà nội đang đi qua quảng trường với mấy người kia rồi. Dương San San giải thích. Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ vẻ đã biết, nói với Triệu Viễn Hiền và Triệu Viễn Thành, chuyện lúc trước của hai bác chúng ta sẽ nói sau, mời theo cháu đi tham quan lễ kỷ niệm của Vân Môn, được không ạ? Đương nhiên là được, Triệu Viễn Hiền và Triệu Viễn Thành đứng dậy. Bây giờ trong mắt bọn họ, Dương Bách Xuyên không có một chút khí tức nào, hoàn toàn giống như người thường. Càng như thế thì hai người càng tin chắc bây giờ công lực của Dương Bách Xuyên sâu không lường được. Ở trong mắt bọn họ, Dương Bách Xuyên đã tu luyện đến đỉnh cao của võ cổ giả. Cũng không biết lúc này Dương Bách Xuyên đã mất hết tu vi, đương nhiên Triệu Nam cũng không nói chuyện Dương Bách Xuyên tạm thời mất hết tu vi cho nhà họ Triệu. Hơn nữa ngoại trừ người Vân Môn, cho đến nay người bên ngoài không ai biết Dương Bách Xuyên và Vân Môn thật ra là tông môn tu chân, căn bản không cùng đẳng cấp với tông môn võ cổ giả. Mấy người vừa nói vừa đi ra khỏi nhà cũ Vân Môn, lúc đến cổng, Dương Bách Xuyên gặp được người quen. Sư phụ! Nhị đồ đệ Vương Tông Nhân chạy đến như bay, hành lễ với Dương Bách Xuyên. A Nhân quay về rồi. Dương Bách Xuyên cười cười, ý bảo đồ đệ không cần đa lễ. Ngại quá, vốn định bái kiến sư phụ đầu tiên, nhưng mà ba và ông con cũng muốn đến nên chậm mấy ngày. Vương Tông Nhân ngượng ngùng nói. Vẻ mặt Dương Bách Xuyên vui vẻ nói, chú Vương và ông Huyền Cơ cũng đến ư. Họ ở đâu? Đối với Vương Mạc Sinh cha của Vương Tông Nhân, vì là chiến hữu vào sinh ra tử với cha mình nên trong lòng Dương Bách Xuyên rất tôn kính. Mà Vương Huyền Cơ ông cụ Vương lại là người của Thần Long Đàm tổ chức thần bí nhất Hoa Hạ, lại là bạn vong niên của Dương Bách Xuyên, rất hợp nhau. Hôn ước với Triệu Nam lúc trước là nhờ Vương Huyền tạo áp lực với gia chủ nhà họ Diệp mới có. Hơn nữa nhà họ Vương là gia tộc thân cận nhất của Dương Bách Xuyên. Con tự lái xe dẫn đường, bọn họ ở trên xe phía sau, đến ngay thôi. Trong lúc nói chuyện, Vương Tông Nhân nhìn về phía đầu thôn, quả nhiên có một cái xe thương vụ từ từ chạy đến. Nhóc Xuyên, nếu ông Vương đã đến thì chúng ta cùng tiếp đón đi. Triệu Viễn Thành nói, Vương Huyền Cơ có địa vị rất cao trong giới võ cổ, đương nhiên hai người Triệu Viễn Thành không dám chậm trễ. Lúc này Vương Tông Nhân cười nói, bác Triệu, ông cụ Triệu cũng ở trên xe, đi với ông cụ nhà cháu. Cha cũng đến rồi sao? Triệu Viễn Thành sửng sốt, nói thầm, không phải đã nói ông cụ đừng đến rồi mà. Anh cả, nếu ông cụ Vương đã xuất hiện ở đế đô thì ông cụ mình không đến mới lạ. Triệu Viễn Hiền nói. Triệu Viễn Thành sửng sốt, sau đó lấy lại tinh thần, đột nhiên hiểu ra. Lúc trước hôn ước của Dương Bách Xuyên và Triệu Nam là do Vương Huyền Cơ và ông cụ làm mai, Vương Huyền Cơ thì chắc chắn ông cụ cũng đến. Nhưng Dương Bách Xuyên lại khá bối rối, không ngờ ông nội của Triệu Nam Triệu Trường Sinh, người nắm quyền chân chính của nhà họ Triệu cũng đến. Dù thế nào thì ông cụ cũng không phải là người ngoài, hơn nữa đều là bề trên, Dương Bách Xuyên không dám chậm trễ, vội vàng bước nhanh về phía xe thương vụ. Lúc này đồ đệ Vương Tông Nhân bước nhanh theo phía sau, cậu ta nhỏ giọng nói, sư phụ, con nghe ông cụ Thái nói hôm nay mấy đại tông môn giới võ cổ trên toàn thế giới, thậm chí còn có tông môn hải ngoại cũng sẽ đến đây, Vân Môn chúng ta phải tiếp đón ra sao ạ? Dương Bách Xuyên vừa nghe vừa bước chậm, anh cũng không ngờ chỉ tổ chức một đại hội Vân Môn mà lại hấp dẫn toàn bộ người giới võ cổ. Thế lực toàn giới võ cổ đến Vân Môn, Dương Bách Xuyên đoán bọn họ đến thăm dò tin tức. Dù sao năm đó bí địa trường bạch mất nhiều người như vậy, bây giờ chỉ có mình anh quay về, điều này trong mắt người ngoài đúng là quái dị. Năm đó trong số những người biến mất, ai mà chẳng phải là thiên tài trong các thế lực tông môn chứ? Như mấy lão quái vật tử tiên lão đầu lúc trước trấn thủ thông đạo Sơn Hải,
tất cả đều tồn tại như hư cảnh, được xem như là đứng đầu giới võ cổ địa cầu. Thiên tài Chiêm Khánh Nhân của Côn Luân, chính là trưởng giáo tương lai của Côn Luân, còn cả Mai Thi Dĩnh của Nga Mi, em gái của chị Mai, tiểu hòa thượng Thiếu Lâm Phàm, thiên tài Hồ Tiên Nhi của nhà họ Hồ ở Đông Bắc. Có thể nói tất cả những người này đều là nhân tài nổi bật trong giới võ cổ Trung Quốc bây giờ. Nhưng sau biến cố bí địa Trường Bạch, mọi chuyện khiến những người này biến mất không còn một ai, lần này chẳng khác nào rút hết phân nửa tinh thần của giới võ cổ địa cầu. Bị thương đại nguyên khí, những thế lực này không nóng nảy mới là chuyện lạ. Biết Dương Bách Xuyên quay về, cả đám đều tìm tới cửa cũng là chuyện thường tình. Dù sao đổi lại là anh thì anh cũng đến hỏi thăm, những người khác đi đâu, có từng gặp hay không, còn sống hay đã chết. Chỉ mong hôm nay bọn họ đừng quấy rối chúng ta. Dương Bách Xuyên híp mắt nói, lập tức nói với nhị đồ đệ, A Nhân, hôm nay là đại điện của Vân Môn, hay là nói vi sư và mấy vị sư nương của con bàn ngày thành hôn. Bà nội đã lớn tuổi, không chịu được kích thích, nếu hôm nay thế lực khắp nơi đã đến địa bàn Vân Môn ta thì bên kia là khách, nhưng nếu hôm nay có người dám quấy rối thì con cứ giết sạch cho vi sư. Dù sao ngày sau phải ứng phó với nguy cơ tiềm ẩn của Sơn Hải giới. Vân Môn ta thân là tông môn tu chân duy nhất trên địa cầu, phải gánh vác một ít trách nhiệm, sớm muộn gì cũng phải thống nhất tất cả thế lực địa cầu. Đơn giản thôi, nếu hôm nay có thế lực hoặc người nào đó gây chuyện thì cứ giết cho vi sư, vừa hay học một vở kịch võ hiệp, thống nhất giang hồ, để Vân Môn xưng bá võ lâm, nắm trong tay cổ võ giới là được. Vương Tông Nhân nghe xong thì sửng sốt, nhưng mà, lời của sư phụ nhà mình cũng khiến nhiệt huyết trong người cậu sôi trào. Sư phụ yên tâm, những chuyện này cứ giao cho con, bây giờ tu vi của Đồ Nhi cũng là kim đan, ở thế giới nhiều người tu chân như Sơn Hải giới thì chẳng đáng là gì, nhưng trên địa cầu, chỉ một mình đệ tử cũng có thể trấn áp toàn bộ giới võ cổ, ha ha. Mặc dù Vương Tông Nhân bái Dương Bách Xuyên làm sư phụ, thật thà chất phác nhất trong ba sư huynh sư đệ, nhưng dù sao vẫn chỉ là thiếu niên. Vừa nghe sư phụ nói muốn thống nhất giang hồ, xưng bá võ lâm, cả người cậu cứ thấy phiêu phiêu. Thằng nhóc này, có tin tức là chuyện tốt, nhưng nhớ kỹ, nhất định không thể khinh địch. Bất cứ lúc nào, khi đối phó với kẻ địch đều phải dốc hết sức. Gặp người ngang hàng với ta thì lúc nào cũng phải kính sợ. Địa cầu là quê hương chúng ta, không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu, vậy nên cậu cũng không thể lật thuyền trong mương, không chỉ với giới võ cổ, lỡ như sau này có sinh linh nào xuất hiện thì sao? Dương Bách Xuyên vẫn nhớ mãi không quên phỏng đoán của sư phụ Vân Thiên Tà. Dựa theo lời lão đầu tử nói thì trên địa cầu có thể xuất hiện dị chủng hồng hoang như chồn con và hậu đậu đậu, còn có tiên thể của ông ấy bị Càn Khôn Bình đưa đến địa cầu, những việc đó cho thấy địa cầu không bình thường, hẳn phải cảnh giác với mọi thứ trên địa cầu. Đệ tử đã hiểu, xin sư phụ cứ yên tâm. Vương Tông Nhân thấy sư phụ Dương Bách Xuyên nghiêm túc thì ghi nhớ trong lòng. Dương Bách Xuyên nói, đi thôi, bọn họ xuống xe rồi. Bách Xuyên. Vương Mạc Sinh hét to tên Dương Bách Xuyên, vừa xuống xe thì ánh mắt đã đỏ hoe, ông ấy và cha Dương Bách Xuyên là chiến hữu vào sinh ra tử, đối xử với Dương Bách Xuyên như con mình. Chú Vương, Dương Bách Xuyên đi qua hành lễ với Vương Mạc Sinh. Thằng nhóc này, về là tốt rồi, về là tốt rồi. Vương Mạc Sinh nắm hai tay Dương Bách Xuyên kích động không thôi, mấy năm nay ông lo lắng chết mất. Bí địa Trường Bạch sụp đổ. Năm đó đi theo Dương Bách Xuyên còn có con trai ruột Vương Tông Nhân, thật sự trong mấy năm nay, Vương Mạc Sinh có bao nhiêu quan hệ thì nhờ cậy hết, suýt nữa thì lục của Đông Bắc lên. Sau 6 năm không có một chút kết quả nào, một xíu siêu dấu vết cũng không tìm ra. Có thể nói mấy năm nay Vương Mạc Sinh lao lực quá độ, biết mấy ngày trước Vương Tông Nhân quay về, trái tim đang treo lơ lửng của ông cũng thả lòng. Năm đó khi không tìm được người, Định Hải Thần Châm của nhà họ Vương Vương Huyền Cơ lại rất bình tĩnh, nói người nhà họ Vương không cần lo lắng, mấy trăm người biến mất ở núi Trường Bạch, không tìm được một người sống sót, thi thể cũng không tìm ra, đó cũng được xem là tin tốt. Hơn nữa Vương Tông Nhân đi theo Dương Bách Xuyên thì sẽ không xảy ra chuyện, trong mắt Vương Huyền Cơ, Vương Bách Xuyên là người có số mệnh huyền diệu. Bây giờ gặp lại, Vương Mạc Sinh nghĩ thầm, quả nhiên là như thế. Cảm ơn chú Vương đã quan tâm. Sau khi nói mấy câu với Vương Mạc Sinh, Dương Bách Xuyên thấy Vương Huyền Cơ và Triệu Trường Sinh xuống xe, không dám chậm trễ mà đi qua hành lễ thăm hỏi. Kính chào ông cụ, chào ông nội.
Dương Bách Xuyên là bạn vong niên với Vương Huyền Cơ, cũng hành lễ với Triệu Trường Sinh, ông ấy là ông nội ruột của Triệu Nam. Ha ha, nhóc Xuyên có thể trở về là tốt rồi, ông cụ ta chỉ biết hành trình bí địa Trường Bạch, ai cũng có khả năng gặp chuyện không may, nhưng chắc chắn thằng nhóc con sẽ không sao. Vương Huyền Cơ cười tủm tỉm nhìn Dương Bách Xuyên, đôi mắt giả lóe sáng. Dương Bách Xuyên nhìn ánh mắt Vương Huyền Cơ, trong lòng đột nhiên sinh ra một suy nghĩ kỳ quái, có vẻ lão già này không đơn giản như bề ngoài. 6 năm không gặp, trong mắt Dương Bách Xuyên, tu vi Vương Huyền Cơ đã đạt đến hư cảnh. Đây chính là cảnh giới cao nhất của võ cổ, cũng tương đương với kim đan vậy, chỉ là chưa vượt qua thiên kiếp, chỉ có thể tính là cảnh giới kim đan. Nhưng cho dù như vậy thì đã giỏi vô cùng rồi, hơn nữa địa cầu có linh khí mỏng manh. Vương Huyền Cơ có thể đạt đến hư cảnh trong vòng 6 năm ngắn ngủi, đúng là không đơn giản. Chúc mừng ông cụ, vào hư cảnh là lục địa thần tiên rồi. Dương Bách Xuyên cười ôm quyền chúc mừng Vương Huyền Cơ, ở Sơn Hải giới, chút tu vi của Vương Huyền Cơ cũng không tính là gì, thế nhưng ở trên địa cầu thì chính là sự tồn tại thần tiên rồi. Ha ha ha, chỉ có thằng nhắc cậu tinh mắt, chút tu vi này của ta ở trước mặt cậu cũng không tính là gì, đúng lúc gặp được cơ duyên mà thôi. Vương Huyền Cơ ngoài miệng khiêm tốn, nhưng tiếng cười cho thấy tâm trạng khá tốt. Gì cơ, ông Vương, ngài vào hư cảnh rồi sao? Lúc này Triệu Trường Sinh ở bên cạnh khiếp sợ, đương nhiên là ông biết hư cảnh, không thể tin được nhìn Vương Huyền Cơ, lại vô cùng hâm mộ. Trường Sinh à, không cần phải hâm mộ tôi, có một đứa cháu rể như vậy là phúc phận của nhà họ Triệu ông, tôi cũng rất hâm mộ ông đấy. Vẻ mặt Vương Huyền Cơ nhìn Triệu Trường Sinh đầy sâu xa. Sau đó nhìn Dương Bách Xuyên. Triệu Trường Sinh không phải là kẻ ngốc, lập tức hiểu được ý của Vương Huyền Cơ, cơ duyên của nhà họ Triệu bọn họ ở trên người Dương Bách Xuyên. Hơn nữa nghe có vẻ ngày sau nhà họ Triệu chỉ cần ôm đùi Dương Bách Xuyên, tương lai Triệu Trường Sinh cũng có thể vào hư cảnh. Triệu Trường Sinh ngẫm lại cũng đúng, Vương Huyền Cơ bước vào cảnh giới hư cảnh, ai cũng không nhìn ra, nhưng Dương Bách Xuyên vừa gặp đã nói Vương Huyền Cơ vào hư cảnh. Chẳng phải cho thấy Dương Bách Xuyên còn mạnh hơn Vương Huyền Cơ sao? Lúc này Triệu Trường Sinh không cảm nhận được chút khí tức nào trên người Dương Bách Xuyên, chẳng khác gì người bình thường cả. Càng như vậy thì Triệu Trường Sinh càng cho rằng tu vi bây giờ của Dương Bách Xuyên cao thâm khó lường, trước kia Dương Bách Xuyên cũng đã sánh vai với mấy ông cụ này rồi. Hiện giờ 6 năm không gặp, biến mất 6 năm lại trở về an toàn, dù là ai cũng sẽ nghĩ 6 năm này chắc chắn Dương Bách Xuyên gặp được đại cơ duyên. Trên người không có một chút khí tức, ở trong mắt Triệu Trường Sinh là che giấu thực lực. Càng như thế ông càng cho rằng tu vi bây giờ của Dương Bách Xuyên vô cùng thâm hậu, bảo sao Vương Huyền Cơ lại nói như thế, suýt nữa thì nói Vương Huyền Cơ tôi ghen tị Triệu Trường Sinh ông. Ôm đùi Dương Bách Xuyên, chẳng phải Triệu Trường Sinh ông bước vào hư cảnh dễ như trở bàn tay sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Trường Sinh có suy nghĩ riêng, lúc nhìn về phía Dương Bách Xuyên. Nụ cười tràn ngập từ ái của trưởng bối, lúc này ông đánh bài tình cảm là hợp nhất. Bách Xuyên à, về là tốt rồi, ông nội đã mong con và Nam Nam thành hôn từ lâu, ông rất tốt ôm cháu ngoại, con muốn làm gì thì ông đều ủng hộ. Triệu Trường Sinh nịnh nọt nói. Điều này khiến cho Triệu Viễn Thành bên cạnh sốt ruột, trong lòng ông ta muốn bóc lột được gì đó trong người Dương Bách Xuyên, chỉ cần Dương Bách Xuyên lấy vài viên linh đào trong tay ra là tốt nhất. Phải cướp thêm mấy viên mới được. Nhưng nghe giọng điệu nịnh nọt như thế của cha Triệu Trường Sinh, Triệu Viễn Thành không nhịn được mà nói, cha à, hôn sự của Nam Nam và nhóc Xuyên nhà chúng ta là chuyện lớn, nhà họ Triệu chúng ta phải lên kế hoạch thật tốt mới đúng. Bốp, cút sang một bên đi, đều là người một nhà, ở địa bàn Vân Môn thì mọi chuyện cứ nghe theo Bách Xuyên đi, còn bớt nói cho ông đây. Triệu Trường Sinh dày dặn kinh nghiệm, hạ quyết tâm ôm đùi Dương Bách Xuyên. Ông cụ tin Vương Huyền Cơ, ông cụ này được xưng là tính toán như thần, chưa từng tính nhầm. Triệu Viễn Thành bị ông cụ nhà mình tát một cái, không chút nương tay, ông ta thủi thân vô cùng, mặt cũng nóng lên. Tốt xấu gì cũng đã mấy chục tuổi, bị đánh trước mặt nhiều người như vậy, đúng là mất mặt. Nhưng, ông ta không thể nổi giận, Triệu Trường Sinh là cha ông đó. Chỉ có Triệu Viễn Hiền là nhìn ra ông cụ đang quyết tâm muốn ôm lên đùi cháu rể Dương Bách Xuyên này, ông cười ha ha, trong lòng thầm nghĩ, có con gái tốt hạnh phúc thế đấy, anh cả lo liệu việc nhà bao nhiêu năm, bây giờ xem ra phong thủy luân chuyển rồi. Lúc này Triệu Viễn Hiền cũng không dám làm trái lời ông cụ, không nói một câu nào, trầm mặc là vàng, đó mới là lựa chọn tốt nhất,
Chỉ cần ông cụ ở đây thì không có chỗ cho anh em họ làm chủ, đi theo bước của ông cụ mới là thượng sách. Dương Bách Xuyên nhìn Triệu Trường Sinh nổi giận đùng đùng đánh Triệu Viễn Thành, trong lòng vui vẻ, anh thấy được ý tốt của Triệu Trường Sinh dành cho mình. Trong lòng biết thì biết, nhưng sẽ không nói ra, vội vàng đi qua dỗ ông cụ bớt giận. Sau đó Triệu Trường Sinh hừ lạnh, nói nể mặt Dương Bách Xuyên đã khuyên bảo, về sau không cho phép người nào trong nhà họ Triệu nhúng tay vào hôn sự của Dương Bách Xuyên và cháu gái Triệu Nam. Hôn sự này là do ông và Vương Huyền Cơ tự mình định ra, không cho phép bất cứ kẻ nào nghi ngờ làm khó Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nghe Triệu Trường Sinh nói xong, trong lòng thầm nghĩ, đúng là cáo già, bậc thầy đối nhân xử thế, những lời này không chỉ bày tỏ thiện ý với mình mà còn gián tiếp nịnh nọt Vương Huyền Cơ. Nhưng mà trong lòng anh rất vui vẻ, xem ra cửa ải này của nhà họ Triệu có thể dễ dàng vượt qua. Kế tiếp phải xem thái độ của bốn nhà Độc Cô Vô Tình, Lâm Hoan, Bộ Thanh Mai và Ninh Kha. Sau khi mọi người chào hỏi lẫn nhau thì đến quảng trường dưới sự chỉ đường của Dương Bách Xuyên. Lúc đến quảng trường sau núi, tất cả đệ tử Vân Môn đều đến đông đủ, mấy năm nay dưới sự nỗ lực của đám người Lục Tuyết Hy và Độc Cô Vô Tình, đệ tử Vân Môn đã tăng lên 500. Mấy năm nay, rất nhiều đệ tử có tu vi khá được giải rác khắp thế giới, bảo vệ an toàn tài sản của quốc tế Vân Kỳ, còn có bộ phận tìm kiếm thiên tài địa bảo cho Vân Môn. Có người bảo vệ an toàn của một vài cấp cao của quốc tế Vân Kỳ. Bây giờ quốc tế Vân Kỳ nổi danh toàn cầu, là đế quốc thương nghiệp chân chính, một vài người cấp cao không có tu vi, cũng không xuất thân từ Vân Môn, đương nhiên cần bảo vệ an toàn cho họ. Sau khi Dương Bách Xuyên quay về, vốn định gặp tất cả đệ tử mới và cũ của Vân Môn nên mới có đại điển Vân Môn hôm nay. Trở về vài ngày, còn rất nhiều đệ tử Vân Môn chưa từng gặp Dương Bách Xuyên vị môn chủ có vô số truyền thuyết này. Quảng trường sau núi mới được xây dựng nên, ra là quảng trường thôn Vân không phù hợp để đệ tử tu luyện. Vậy nên mấy người Lục Tuyết Hy thảo luận xong thì bắt tay xây dựng quảng trường sau núi. Đương nhiên ngọn núi đó chính là ngọn núi năm đó Tửu Tiên lão đầu tử ở, cũng là núi chính của thôn Vân, không tính là cao lớn, nhưng mà vào núi thì phải đi sâu vào. Mấy năm nay Vân Môn xây dựng rất nhiều đình viện ở phía sau núi là để thuận tiện cho việc tu đạo, bây giờ Lục Tuyết Hy thường xuyên ở lại phía sau núi, thay cho Tửu Tiên lão đầu lúc trước. Dương Bách Xuyên biết Lục Tuyết Hy làm vậy là để bảo vệ Vân Môn, bây giờ tu vi của chị em nhà họ Lục đã đạt kim đan sơ kỳ đỉnh phong. Chị em các cô là song hồn cộng sinh một thể, đương nhiên tu vi tăng rất nhanh, lúc trước các cô đã có tu vi kim đan, bây giờ chẳng qua là khôi phục tu vi cảnh giới mà thôi. Vậy nên chị em nhà họ Lục chưa từng trải qua thiên kiếp kim đan. Còn tất cả những người khác trong Vân Môn đều có tu vi trúc cơ, trong đó Độc Cô Vô Tình có tu vi cao nhất, đạt đến trúc cơ đại viên mãn, còn chút nữa là thiên khiếp kim đan. Lần này Dương Bách Xuyên tính để cho đệ tử Vân Môn đều đạt tu vi đến trúc cơ hậu kỳ, tất cả đều bước vào kim đan. Mà đại điển Vân Môn hôm nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thể hiện trước mặt mọi người là một trong những mục đích. Nói thật đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên đến quảng trường sau núi, nhìn thấy mấy trăm đệ tử Vân Môn hội tụ ở trên quảng trường, thật ra trong lòng anh cũng rất kích động, năm đó thành lập Vân Môn, nay lại có quy mô thế này. Nhưng mà anh cũng biết những thứ này đều là nỗ lực của Lục Tuyết Hy, càng hổ thẹn với mọi người. Sau khi bước lên quảng trường, từ xa xa, Dương Bách Xuyên đã thấy một pho tượng bạch ngọc cao khoảng 3 mét, pho tượng kia giống sư phụ Vân Thiên Tà như đúc. Đó là pho tượng lão đầu tử Vân Thiên Tà. Năm đó Dương Bách Xuyên khắc pho tượng của lão đầu tử, đã nói với mọi người đây là tượng của tổ sư gia Vân Môn. Bây giờ xem ra mọi người làm khá tốt. Trần Bảy Roi thấy đám người Dương Bách Xuyên đến, vội vàng đi tới, môn chủ. Ông Trần, pho tượng tổ sư gia này là bút tích của ai? Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm pho tượng, hỏi. Môn chủ. Đây là do Lục Hộ Pháp tự mình điêu khắc, mấy người khác như chúng ta không có năng lực kia, là Lục Hộ Pháp điêu khắc mất 7 ngày 7 đêm. Tôi thấy giống y đúc bức tượng tổ sư mà môn chủ điêu khắc ở nhà cũ, đều sống động như thật. Lúc Trần Bảy Roi nhắc đến Lục Tuyết Hy, trong lời nói đầy kính nể. Trong lòng Dương Bách Xuyên đã đoán được là bút tích của Lục Tuyết Hy hay có thể nói là chị em nhà họ Lục từ lâu. Càng thêm tán thưởng chị em nhà họ Lục. Khá lắm. Mấy năm nay vất vả cho mọi người rồi.
Dương Bách Xuyên vỗ Trần Bảy Roi, nói. Trong lòng anh cũng hiểu rõ, Trần Bảy Roi luôn bận rộn lo lắng bên ngoài cho Vân Môn, vất vả nhất, nhưng cũng không oán trách câu nào. Môn chủ, Trần Bảy Roi nghe được câu khẳng định này của Dương Bách Xuyên, mắt đỏ lên. Đúng là mấy năm nay anh ta bận rộn bên ngoài lo cho Vân Môn đã chịu khổ không ít lần, nhưng hôm nay Dương Bách Xuyên nói câu này, những mệt mỏi và đau khổ trong lòng bỗng biến mất hết không còn chút nào. Được rồi, giữa chúng ta không cần phải như thế, quay lại đây, tôi có đồ đền bù cho anh, chắc hẳn tu vi của anh sẽ tăng lên một chút. Sau này tôi sẽ cho anh đi học hỏi thế nào là tu sĩ chân chính. Dương Bách Xuyên biết Trần Bảy Roi là người đam mê võ đạo, lúc nào cũng theo đuổi võ đạo, chưa từng dừng bước, vậy nên cho anh ta một lời hứa. Cảm ơn môn chủ đã nhớ rõ, Bảy Roi nhất định sẽ cúc cung tận tụy với Vân Môn. Trần Bảy Roi kích động đến mức run rẩy, trong lòng anh ta hiểu rõ Dương Bách Xuyên là người thế nào, câu hứa hẹn này của anh sẽ mang đến cho anh ta điều gì. Không cần đa lễ, bà nội tôi đâu? Dương Bách Xuyên hỏi. Lão phu nhân ở đình nghỉ mát bên cạnh quảng trường, đang tiếp khách. Nói đến đây, vẻ mặt Trần Bảy Roi lộ vẻ hối hận, dường như có chuyện muốn nói. Dương Bách Xuyên nhíu mày, nói có chuyện gì thì nói. Trần Bảy Roi nhìn thoáng qua đình nghỉ mát bên cạnh quảng trường, hình như người nhà cô Ninh Kha, hình như không vừa lòng, vừa đến Vân Môn ta đã nói mấy câu vô duyên, ngay cả lão phu nhân cũng bị chọc giận. Cô Ninh Kha bị kẹp ở giữa cũng rất khó xử. Dương Bách Xuyên vừa nghe thì trừng mắt, hừ lạnh một tiếng nói, đi, đi qua xem một chút. Giọng điệu lúc nói lạnh như băng. Dù là người nào thì cũng không được khinh thường bà nội, ngay cả thiên vương lão tử cũng không được, vừa nghe Trần Bảy Roi nói người nhà Ninh Kha lại chọc giận bà nội, trong lòng Dương Bách Xuyên bỗng nổi giận. Lập tức nhấc chân đi về phía đình nghỉ mát cạnh quảng trường, anh muốn xem người nào dám mặt nặng mày nhẹ với bà nội. Dương Bách Xuyên sải bước rời đi, cũng không quan tâm đám người Vương Huyền Cơ phía sau. Vương Huyền Cơ và mấy người Triệu Trường Sinh nhìn nhau, đều cảm nhận được sự lạnh lẽo tỏa ra từ trên người Dương Bách Xuyên, nhưng cũng không hỏi nhiều, đi theo phía sau Dương Bách Xuyên. Lúc này Vương Tông Nhân đuổi theo Trần Bảy Roi, hỏi, chú Trần, xảy ra chuyện gì vậy? Sao sư phụ cháu lại nổi giận? À, thì ra là cậu A Nhân, lão già này chỉ lo nói chuyện với môn chủ mà không thấy cậu. Đã nghe môn chủ nói cậu A Nhân quay lại, đúng là đáng mừng. Thật ra cũng không có gì, chỉ là lần này trong người nhà cô Ninh Kha có người Nga Mi, hình như tỏ vẻ bất mãn với đại hôn của môn chủ, chọc giận lão phu nhân. Trần Bảy Roi kể lại với Vương Tông Nhân, sau đó lần lượt chào hỏi đám người Vương Huyền Cơ. Mấy người nghe nói là người Nga Mi cũng kinh ngạc một lúc, mấy đại tông môn giới võ cổ chí cao vô thượng, những thế gia võ cổ như bọn họ đúng là không thể sánh được. Bây giờ cũng chỉ có thể đi qua xem một chút, nhưng mà chỉ có Vương Huyền Cơ nhếch miệng cười, nói, từ 6 năm trước sau khi bí địa Trường Bạch sụp đổ, các đại tông môn giới võ cổ đại thương nguyên khí, Nga Mi cũng không ngoại lệ, cũng không nghe nói Nga Mi xuất hiện nhân vật châu bò gì. Mà chẳng lẽ người Nga Mi chưa từng nghe thấy danh tiếng của Vân Môn ư? Hôm nay còn dám kiêu ngạo như thế, bà nội là vảy ngược của nhóc xuyên, lần này có kịch hay xem rồi. Chúng ta đi qua xem một chút, ha ha. Ta cũng muốn biết sau khi biến mất 6 năm, sau khi trở về có thì tu vi của nhóc xuyên đã đến mức nào. Trong lòng Dương Bách Xuyên đầy tức giận, anh vốn hổ thẹn với bà nội, nhất là lần trở về từ Sơn Hải giới này, cảm nhận được đại hạn của bà nội, trong lòng anh càng đau khổ. Nhưng bà nội vẫn quan tâm đến anh như trước, lo liệu hôn sự mà không hề oán hận. Bà nội đã nuôi mình từ nhỏ đến lên, vốn chưa được hưởng phúc thật tốt mấy ngày. Kết quả bây giờ lại bị chọc tức vì anh. Đây là điều mà Dương Bách Xuyên không muốn nhìn thấy chút nào, dù là kẻ nào cũng đừng hòng tỏ vẻ trước mặt bà nội, ai cũng không được. Đi từng bước về phía đình nghỉ mát, anh càng muốn xem nhà Ninh Kha là gia tộc châu bò cỡ nào mà dám lên mặt với bà nội. Từ phía Dương Bách Xuyên đã thấy bà nội đang nở nụ cười khá gượng gạo, dường như đang miễn cưỡng cười nói. Mà người bà bội đang cười nói là một cặp vợ chồng trung niên, vẻ mặt Ninh Kha mất tự nhiên đứng ở bên cạnh, nhìn bề ngoài cặp vợ chồng trung niên khá tương tự Ninh Kha. Trong lòng đoán hẳn đây là cha mẹ của Ninh Kha, mà bên cạnh có một bà lão khoảng 60 tuổi, sắc mặt khá xấu, bây giờ đang trầm mặt, và lại có vẻ khinh thường. Bên cạnh bà lão này là một cô gái và hai gã thanh niên, vẻ mặt kiêu căng vô cùng,
trong đó một gã thanh niên cứ nhìn thoáng qua Ninh Kha, trong ánh mắt đầy vẻ dâm dê. Dương Bách Xuyên hừ một tiếng trong lòng, lập tức nghĩ thầm, Thu Nhi, nhanh đến đây gặp tôi. Hắn và ba quỷ tu tâm ý tương thông, ở trong lòng gọi Ngô Mặc Thu. Mặc dù bây giờ anh không có tu vi, nhưng không có nghĩa là không có thực lực, nếu như muốn chèn ép người thì cũng không cần anh tự mình ra tay. Bây giờ quỷ tu Ngô Mặc Thu được xem là người có tu vi cao nhất phân môn, có thể so với kim đan đại viên mãn, có kim đan ở địa cầu là năng lực ngất trời đến mức nào chứ? Huống chi còn có nhị đồ đệ Vương Tông Nhân cũng là tu vi kim đan trung kỳ, Lục Tuyết Hy cũng là tu vi kim đan sơ kỳ. Tam đại kim đan tọa trấn vân môn quả nhiên có thể nói là khủng bố, đúng là không biết những người này lấy đâu ra dũng khí dám làm càn ở vân môn. Dương Bách Xuyên vốn nghĩ là cha mẹ Ninh Kha cố ý gây khó dễ, nhưng mà quan sát một chút thì phát hiện vấn đề không phải ở cha mẹ Ninh Kha, chính xác mà nói là ở trên người bà lão 60 tuổi kia. Nhìn đi, giọng nói nghe loáng thoáng kia là của bà lão chứ không phải cha mẹ Ninh Kha. Thu Nhi kính chào tiên sinh. Một trận gió âm thổi qua, Ngô Mặc Thu đã xuất hiện bên cạnh Dương Bách Xuyên, lúc vừa mới hiện chân thân, Dương Bách Xuyên đã nói, không cần hiện thân. Ngay lập tức hỏi, mấy ngày nay em khôi phục ra sao? Ngô Mặc Thu nói, tiên sinh, Thu Nhi đã hoàn toàn khôi phục, cảm ơn tiên sinh đã quan tâm, có chuyện gì để Thu Nhi làm ạ? Ngô Mặc Thu cảm nhận được hình như tâm trạng của Dương Bách Xuyên rất xấu, nhỏ giọng hỏi. Đúng là có chút chuyện nhỏ, lát nữa chỉ cần nghe theo lệnh của anh, thì ra bà lão trong đình nghỉ mát là hư cảnh đỉnh phong, bảo sao dám lên mặt với bà nội, được lắm. Dương Bách Xuyên vừa nói chuyện với Ngô Mặc Thu vừa lẩm bẩm, lúc anh đến gần đình nghỉ mát mới phát hiện bà lão kia là cổ võ giả hư cảnh, từ khí tức thì có lẽ mạnh hơn Tửu Tiên lão đầu không ít, thảo nào lại cao ngạo như thế. Đáng tiếc hôm nay lão bất tử cao ngạo sai chỗ rồi. Anh cũng không ngờ trong giới võ cổ còn có người là hư cảnh đỉnh phong. Thu Nhi tuân mệnh, Ngô Mặc Thu khôn khéo đi theo bên cạnh Dương Bách Xuyên, ẩn thân trong bóng tối. Lúc bước vào đình nghỉ mát, Dương Bách Xuyên nhìn thấy Độc Cô Vô Tình và một ông lão 60 tuổi, đó là Độc Cô Văn chú hai lúc trước tới Vân Môn cầu xin, cũng là chú hai của Độc Cô Vô Tình. Nhìn qua một hàng là Lâm Hoan và cha mẹ, sau đó Bộ Thanh Mai và một đôi vợ chồng trung niên, nhìn rất đơn giản, trong hoàn cảnh này lại hơi thận trọng. Dương Bách Xuyên cũng hiểu, nhà Bộ Thanh Mai cũng xuất thân nhà nông như anh, hơi thận trọng cũng là chuyện trường. Cuối cùng nhìn Triệu Nam và Lục Tuyết Hy đứng sau lưng bà nội, lúc này vẻ mặt hai người đều lạnh lùng, xem ra chuẩn bị trở mặt, đương nhiên đối tượng trở mặt là bà già hư cảnh đỉnh phong và hai thanh niên bên cạnh bà ta. Dương Bách Xuyên nhìn lướt qua, trong lòng càng tức giận, lúc trước còn tưởng rằng chỉ có gã thanh niên trong đó dâm dê nhìn Ninh Kha, bây giờ vừa nhìn đã thấy thanh niên còn lại nhìn chằm chằm Triệu Nam và Lục Tuyết Hy không kiêng nể gì. Cảnh này khiến Dương Bách Xuyên tức giận. Anh nhìn ra được nếu không phải Triệu Nam và Lục Tuyết Hy bị bà nội kiềm chế lại thì đã bùng nổ từ lâu. Lưu Tích Kỳ và em gái Dương San San ôm đứa nhỏ đứng bên cạnh, nhìn thấy Dương Bách Xuyên đi vào thì mở miệng muốn nói cái gì, nhưng lại bị ánh mắt Dương Bách Xuyên ngăn lại. Chuyện của anh thì anh giải quyết, hôm nay anh lại muốn xem chỉ là hư cảnh giới võ cổ thì có thể làm nên cơm cháo gì, đã đến địa bàn Vân Môn mà không cho người Vân Môn mặt mũi. Muốn diễn cảnh khách áp chủ, Dương Bách Xuyên sẽ cho bà ta hài lòng. Dương Bách Xuyên cười với bà nội, cháu tìm bà khắp nơi cũng không thấy, thì ra chạy đến đây, vậy bà nội, cháu giới thiệu cho bà một người. Dương Bách Xuyên tự nói, ánh mắt không hề nhìn bà lão hay người nào ở bên cạnh, nói xong đi đến cạnh Vương Mạc Sinh ở phía sau, chú Vương, đây là bà nội của cháu. Bà nội, đây là chiến hữu của cha, là chú Vương Mạc Sinh. Cũng là cha của An Nhân, là người mà cháu muốn giới thiệu cho bà. Dương Bách Xuyên giới thiệu xong thì tránh ra. Thật ra đây là lần đầu tiên Vương Mạc Sinh nhìn thấy mẹ của chiến hữu vào sinh ra tử Dương quốc chung của mình, ông muốn đến thăm từ lâu, nhưng trong lòng lại có lỗi nên kéo dài đến bây giờ. Ánh mắt ông đỏ lên, quỳ gối trước mặt bà nội Dương Bách Xuyên, nói, mẹ, xin nhận một lạy của đứa con bất hiếu Dương quốc chung này. Nói xong câu này, Vương Mạc Sinh khóc không thành tiếng, ông đang lạy mẹ thay cho chiến hữu Dương Quốc Trung, lần lạy này mất đến 30 năm. Dương Bách Xuyên nhìn thấy bà nội ngồi trên ghế vốn đang mở nụ cười miễn cưỡng, lúc này cả người run rẩy đứng dậy, nước mắt chảy ra.
Về chuyện con trai Dương Quốc Trung, bà đã nói với cháu trai là Dương Bách Xuyên, trong lòng cũng thả lòng. Nhưng con trai làm lính mà mọi tin tức lại biến mất hết, trong lòng vẫn có một nút thắt. Bây giờ nhìn thấy chiến hữu vào sinh ra tử của con trai, nghe cậu ta bái lạy thì không nhịn được mà rơi lệ, trong lòng cũng hoàn toàn thoải mái. Con à, đứng lên đi. Bà run rẩy đứng dậy, hai tay đỡ Vương Mạc Sinh. Mà Vương Mạc Sinh lại quỳ lần thứ hai, đỏ mắt nói, mẹ, anh Quốc Trung vì con mà, hôm nay là con trai Vương Mạc Sinh lễ bái với mẹ, xin nhận một lạy của Mạc Sinh, từ lâu người đã là mẹ trong lòng Mạc Sinh, mấy năm nay Mạc Sinh hổ thẹn trong lòng, không dám gặp mẹ. Đường đường là lão đại đội đặc chiến thiết huyết, cũng là người đàn ông đầy nhiệt huyết, lúc này lại bày tỏ tình cảm chân thành. Được rồi, mẹ nhận đứa con này, nhanh đứng lên đi. Dương Bách Xuyên ở bên cạnh nhìn, trong lòng cũng xem như buông xuống tâm sự, anh biết mặc dù ngoài miệng bà nội không nói gì nhưng vẫn chưa buông xuống chuyện của cha. Nếu như anh nói cho bà biết chuyện ba mẹ mất hết thì bà sẽ không đứng vững như trước. Bây giờ Vương Mạc Sinh là nhân chứng năm đó cha biến mất đến đây, bái biệt bà thay cha thì mới cởi được nút thắt trong lòng bà nội, sau này cũng có thể trấn an bà, càng tốt hơn cho cơ thể. Cuối cùng bà nội đứng lên, nâng Vương Mạc Sinh dậy sau đó kéo Vương Mạc Sinh ngồi vào chỗ, sau đó nói với Dương Bách Xuyên, cháu đi chào hỏi các bậc cha mẹ đi, người ta tới cửa là khách, đừng mất lễ tiết. Dương Bách Xuyên gật đầu vâng dạ, ý bảo đám người Vương Huyền Cơ ngồi vào chỗ. Trong lời bà còn có ý nói mình đừng kích động. Anh biết tính bà nội rất tốt, khuyên mình đừng kích động cho thấy bà lão mà Ninh Kha dẫn đến rất quá đáng. Anh cười lạnh một tiếng, hết lần này tới lần khác không qua chào hỏi bà lão và cả nhà Ninh Kha ngồi bên cạnh mà đi sang bên kia, bắt đầu chào hỏi từ nhà Độc Cô Vô Tình. Dương Bách Xuyên không thèm nhìn nhà Ninh Kha ngồi bên cạnh mà đi vòng sang bên kia khiến mặt Ninh Kha trắng bệch không gì sánh được. Mà vợ chồng trung niên bên cạnh Ninh Kha là cha mẹ cô, cảm nhận được cả người con gái đang run rẩy, mẹ của Ninh Kha Vu Tĩnh Văn đưa tay nắm lấy tay con gái an ủi, bà nhìn chồng là Ninh Cương một cái thì thấy mắt chồng đột nhiên co rút lại, nhìn chằm chằm người trung niên vừa quỳ hành lễ với bà Dương Bách Xuyên. Nhà họ Ninh là nhà có địa vị trong quân đội phía Nam, đương nhiên khá quen người trong quân đội. Vương Mạc Sinh vừa đến, Ninh Cương đã nhận ra. Há nào lại không biết đại lão đội đặc chiến Hoa Hạ chứ, nhưng mà không ngờ Vương Mạc Sinh lại hành lễ với bà nội Dương Bách Xuyên, còn gọi là mẹ. Giờ khắc này Ninh Cương vô cùng cay đắng, hung hăng trừng mắt nhìn vợ bên cạnh, biết thế thì cần gì phải nghe lời vợ mà đưa theo cao nhân Nga Mi gì đó chứ. Lần này xem ra con rể mà con gái chọn có quan hệ rất rộng. Không nói đến sự thay đổi của từng người nhà họ Ninh, đối với việc Dương Bách Xuyên hoàn toàn không thèm để ý. Bà lão và một nữ hai nam thanh niên bên cạnh đen cả mặt. Dương Bách Xuyên thì không quan tâm cũng chẳng thèm nhìn, đi thẳng đến trước mặt Độc Cô Văn chào hỏi. Một nhóm người nhà họ Độc Cô đều cảm thấy vui vẻ về việc Dương Bách Xuyên chủ động chào hỏi, gia tộc Độc Cô chính là Độc Cô Vô Tình làm chủ, bây giờ mời trưởng bối tới đây cũng là phép lịch sự nên làm. Là chú hai của Độc Cô Vô Tình, Độc Cô Văn đương nhiên sẽ không nói gì. Hơn nữa mấy năm nay một vài đệ tử của nhà họ Độc Cô gia nhập Vân Môn ông ta rõ ràng nhất, Vân Môn có thế lực cỡ nào. Dương Bách Xuyên chào hỏi từng người trong nhà, tất cả đều vô cùng lễ phép, cho mấy người phụ nữ trong nhà đầy đủ mặt mũi, khiến bọn họ cảm động không thôi. Về phần Ninh Kha, giờ phút này trong lòng cô ta cũng đã run rẩy, nước mắt ẩn chứa trong hốc mắt, trong lòng vô cùng ấm ức. Nhà họ Đường là chỗ dựa vững chắc đứng sau thế giới cổ võ chính là Nga Mi. Đương nhiên không dám đắc tội với đại trưởng lão Nguyên Tuyệt tọa trấn Nga Mi, hơn nữa Nguyên Tuyệt bế quan 10 năm cũng đã đạt tới hư cảnh đỉnh phong, đây chính là nhân vật thần tiên rồi. Lần này cô ta hết sức phấn khởi về nhà, vốn muốn tìm ba mẹ để bàn bạc chuyện hạnh phúc cả đời của mình, ai mà ngờ nửa đường lại xuất hiện một Trình Giảo Kim. Đi theo các cô là mẹ và cháu gái của sư phụ, cũng là chị họ của Ninh Kha người nhà họ Đường ở miền Nam, cũng là thế gia võ cổ. Dựa theo lời mẹ nói, không ngờ trong lúc cô ta không hề hay biết, bà ta đã hứa gả cô ta cho cháu trai thứ hai của sư phụ của chị họ Đường Tuyết Như là Doãn Thạch. Mà sư phụ của chị họ Đường Tuyết Như lại là đại trưởng lão Nguyên Tuyệt sư thái của đại tông môn võ cổ Nga Mi, nghe nói đã bế quan 10 năm, mới xuất quan mấy tháng trước. Lần này khi Ninh Kha về nhà, Nguyên Tuyệt sư thái muốn đến đốc thúc hôn sự của Ninh Kha và cháu trai thứ hai là Doãn Thạch.
Sau khi Ninh Kha biết chuyện này, cô ta suýt chút nữa bị làm cho tức chết, cãi nhau với mẹ mình một trận lớn, tính tình Ninh Kha nóng nảy, nói thẳng là cô đã có bạn trai, là Dương Bách Xuyên, lần này chính là đến để bàn chuyện cưới gả. Làm mẹ, bà ta cũng biết tính tình của con gái mình, nhưng bà ta cũng đã đồng ý hứa gả Ninh Kha cho cháu trai của Nguyên Tuyệt Sư Thái Nga Mi, làm sao dám hủy hôn ước chứ? Nhà họ Đường là chỗ dựa vững chắc đứng sau thế giới cổ võ chính là Nga Mi, đương nhiên không dám đắc tội với đại trưởng lão Nguyên Tuyệt tọa trấn Nga Mi, hơn nữa Nguyên Tuyệt bế quan 10 năm cũng đã đạt tới hư cảnh đỉnh phong, đây chính là nhân vật thần tiên rồi. Nhà họ Ninh vạn lần không dám đắc tội, hơn nữa ở trong lòng mẹ của Ninh Kha cũng chưa từng nghe nói qua Dương Bách Xuyên gì đó, chỉ biết Nguyên Tuyệt là nhân vật giống như thần tiên, con gái Ninh Kha gả cho cháu trai của Nguyên Tuyệt sư thái thì nhà họ Ninh sẽ có chỗ dựa vững chắc. Địa vị càng thêm vững chắc. Thế nhưng tính tình con gái nóng này, bà ta cũng biết trong chốc lát thì không thể lay chuyển được, đành phải mềm lòng đồng ý với con gái đến Vân Môn gặp Dương Bách Xuyên trước. Thế nhưng Nguyên Tuyệt sư thái cũng nói đi theo, đương nhiên là muốn giải quyết vấn đề giữa Ninh Kha và Dương Bách Xuyên một lần. Nhưng bây giờ xem ra, trong lòng Dương Bách Xuyên rất tức giận. Thấy Dương Bách Xuyên như thế, trong lòng Ninh Kha hận mẹ muốn chết, cũng lo lắng bị Dương Bách Xuyên chán ghét, từ lúc Dương Bách Xuyên tiến vào cũng không thèm liếc mắt nhìn cô ta lấy một cái, điều này làm cho trong lòng Ninh Kha vô cùng khó chịu. Thực ra, trước khi Dương Bách Xuyên tiến vào, Nguyên Tuyệt Sư Thái đã dùng giọng quái gở nói chuyện với bà nội anh, cô ta cũng nhìn không được tính nói lại nhưng bị mẹ ngăn lại. Trong lòng vô cùng ấm ức, nước mắt đảo quanh hốc mắt, cả người Ninh Kha phát run, vươn tay muốn mẹ mình an ủi nhưng cô ta đột nhiên rút tay về. Vô cùng oán hận trừng mắt nhìn mẹ mình. Sau khi Dương Bách Xuyên ân cần hỏi thăm hết mấy nhà, lúc này mới xoay người trầm mặt đi về phía cả nhà Ninh Kha. Mới đầu đích thật trong lòng anh rất tức giận vì người nhà họ Ninh lại dám hống hách với bà nội mình. Sau khi ngẫm lại, chuyện này không thể trách Ninh Kha, người nhà họ Ninh là người nhà họ Ninh, Ninh Kha là Ninh Kha. Từ chuyện trước đây vụ cướp bóc và gặp được Ninh Kha là cảnh sát xinh đẹp này, Dương Bách Xuyên liền biết Ninh Kha là một người tính tình nóng nảy, cũng là một người phụ nữ dám yêu dám hận, cũng là toàn tâm toàn ý với anh, nếu không cô ấy làm sao có thể từ bỏ công việc cảnh sát mà mình yêu thích, lại cùng U Dương Ngọc Thanh đi đảo quốc trợ giúp quốc tế Vân Kỳ giành chính quyền. Cho nên trong lòng Dương Bách Xuyên không tức giận Ninh Kha. Càng hiểu rõ mọi thứ đều là theo chân người nhà họ Ninh và lão bất tử hư cảnh đang quấn phá kia đến đây, Dương Bách Xuyên cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ, sắp đến lúc gác lại rồi, lúc này nên tính sổ một lượt thôi. Đối với ba mẹ Ninh Kha, trong lòng Dương Bách Xuyên tức thì có tức, nhưng dù sao cũng phải nhìn mặt mũi Ninh Kha, không thể để cho người phụ nữ của mình kẹp ở giữa rồi khó xử. Cho nên Dương Bách Xuyên đi đến trước mặt ba mẹ Ninh Kha. Sau khi gật đầu ra hiệu rồi nở một nụ cười, hướng về phía Ninh Kha nói, "A Kha, sao không giới thiệu cho anh biết, đây chắc là chú gì đúng không?" Trong lúc nói chuyện, anh ra hiệu cho Ninh Kha đến bên cạnh mình. Ninh Kha nghe Dương Bách Xuyên nói thì vành mắt đỏ lên, rốt cuộc nhìn không được nữa nước mắt chảy ra, cô ta biết Dương Bách Xuyên không trách cô ta, rối rít đi đến trước mặt Dương Bách Xuyên. Nhìn thấy ấm ức trong mắt Ninh Kha, Dương Bách Xuyên có chút đau lòng, đưa tay lau nước mắt cho cô ta, nhẹ giọng nói, đừng khóc, khóc nữa sẽ thành mèo hoa đấy, mọi chuyện đều có anh ở đây rồi. Ninh Kha nhẹ giọng trả lời, lập tức giới thiệu với Dương Bách Xuyên, đây là ba của em Ninh Cương, đây là mẹ em. Trong lòng có tức giận với mẹ nên Ninh Kha còn không thèm giới thiệu tên của mẹ mình. Chú gì à, xin chào Dương Bách Xuyên chắp tay chào hỏi hai người. Được. Xin chào cháu. Sau khi Ninh Cương nhìn thấy quan hệ giữa đại lão Vương Mộ Sinh và Dương gia đặc chiến Hoa Hạ, trong lòng đã hối hận vì nghe lời vợ mình, đồng ý gả con gái cho cháu trai của Nguyên Tuyệt Sư Thái Nga Mi. Bây giờ thì tốt rồi, nhìn quan hệ giữa Dương Bách Xuyên và nhà họ Vương vô cùng thân thiết, quả nhiên trong lòng rất khó chịu. Căn cơ của nhà họ Ninh ở quân đội phía Nam, nhưng nhà họ Vương là đế đô, ưu thế về bối cảnh của quân đội lại có nhân vật thần tiên như đại lão Vương Huyền Cơ. Không kém chút nào so với nhà họ Ninh bọn họ. Dương Bách Xuyên thăm hỏi một tiếng làm cho Ninh Cương hơi bối rối, lúc này thật sự không biết làm sao mới phải. Một bên là Nguyên Tuyệt Sư Thái Nga Mi do vợ ông ta mang đến bức hôn,
một bên là Dương Bách Xuyên là bạn trai của con gái có bối cảnh thông thiên như vậy, làm cho Ninh Cương kẹp ở giữa quá khó xử, không tự chủ được nhìn thoáng qua vợ mình. Lúc này vẻ mặt của mẹ Ninh Kha rất kiêu kỳ, không sợ hãi, bà ta xuất thân từ thế gia võ cổ nhà họ Đường ở phía Nam, hôm nay lại có Nguyên Tuyệt sư thái của Nga Mi làm chỗ dựa nên không thèm để ý đến Dương Bách Xuyên chút nào. Hơn nữa, vừa rồi Dương Bách Xuyên cố ý không để ý đến cả nhà các cô, chào hỏi nhà bọn họ cuối cùng, đã làm cho mẹ sinh lòng giận. Đối với một tiếng thăm hỏi của Dương Bách Xuyên cũng chỉ hừ lạnh, hất mắt đi. Mà đúng vào lúc này, một giọng nói già nua vang lên, chỉ là một tiểu bối không hề có khí tức công lực gì đáng kể thôi, làm sao có thể trở thành chủ của một tông môn. Tuổi còn nhỏ đã không coi ai ra gì, đúng là không biết trời cao đất dày. Người nói chuyện chính là Nguyên Tuyệt sư thái của Nga Mi, hai lần bị Dương Bách Xuyên cho ra rìa đã làm cho sư thái kiêu ngạo này tức giận. Cũng nhịn không được mở miệng dạy dỗ thẳng Dương Bách Xuyên, Nguyên Tuyệt bà Đường Đường là đại trưởng lão tọa trấn Nga Mi, trong mắt chưa từng nhiễm một hạt cát nào. Vốn tưởng Dương Bách Xuyên làm chủ một tông môn thì tu vi ít nhất cũng là tiên thiên chứ. Không ngờ chú ý hồi lâu, toàn thân đúng là không hề có khí tức, hoặc có thể nói hoàn toàn là một người bình thường, hoặc có thể là luyện công xảy ra chuyện không may nên mất đi một thân công lực. Lần này Nguyên Tuyệt sư thái không hề cố kỵ chút nào, 3 tháng trước xuất quan, đồ đệ Đường Tuyết Như giới thiệu cho cháu trai mình một đối tượng kết hôn, chính là em họ của Đường Tuyết Như là Ninh Kha, mà cháu trai thứ hai Doãn Thạch chính là máu thịt trong lòng bà ta, hỏi ra mới biết Doãn Thạch thật sự thích Ninh Kha. Cho nên Nguyên Tuyệt tự mình đồng ý, là do mẹ của Ninh Kha tự mình cùng bà ta quyết định, lần này xuống núi chính là đến nhà họ Ninh bàn chuyện hôn sự của Ninh Kha và Doãn Thạch. Ai ngờ Ninh Kha vừa về nhà lại nói đã có bạn trai, là môn chủ của Vân Môn Dương Bách Xuyên gì đó, Nguyên Tuyệt sư thái bế quan 10 năm, cũng chưa từng nghe qua Vân Môn gì đó. Mà Ninh Kha lại không biết hôn ước mà mẹ cô ta và Nguyên Tuyệt định ra, ở tại chỗ náo loạn một trận, cháu trai Doãn Thạch chỉ nhìn thấy ảnh của Ninh Kha, sau khi ở nhà họ Ninh nhìn thấy người thật lại càng nhất quyết muốn cưới Ninh Kha. Thế cho nên Nguyên Tuyệt hạ giá trị bản thân xuống cùng ba mẹ Ninh Kha đến Vân Môn, chính là muốn hoàn toàn làm cho Dương Bách Xuyên biết khó mà lui, tác thành cho Ninh Kha và cháu trai của bà ta. Nguyên Tuyệt nghĩ thầm. Bà ta bế quan 10 năm tu vi đã đạt tới hư cảnh đỉnh phong, ở giới võ cổ đương nhiệm là người đệ nhất, tới Vân Môn chỉ cần bà ta lộ rõ thân phận và tu vi, nhất định làm cho Dương Bách Xuyên biết khó mà lui. Ai ngờ thằng nhóc này từ lúc vừa tiến vào Lương Đình đã không thèm nhìn bà ta, điều này làm cho Nguyên Tuyệt là cường giả, đương nhiên cũng là người đệ nhất giới võ cổ làm sao có thể chấp nhận được. Cho nên cuối cùng nhìn không được thốt ra, trực tiếp bắt lỗi Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nheo mắt lại, tôi vẫn chưa tìm lão bất tử bà tính sổ, bà lại gây chuyện trước, cũng tốt thôi, giải quyết bà trước rồi nói sau. Anh híp mắt cười tủm tỉm hỏi Ninh Kha, ánh mắt lại dừng trên người Nguyên Tuyệt nói, a Kha, mau giới thiệu cho anh biết, bà ta là cái thứ gì vậy? Anh vừa nói ra câu này, rất nhiều người trong sân bật cười ra tiếng. Vương Huyền Cơ ha hả cười nói, thằng nhóc Xuyên này hơi cay độc nha, ha ha. Nhưng tính tình cậu ta đối với lão phu vẫn không tệ. Làm càn, to gan, cũng là hai thanh niên bên cạnh Nguyên Tuyệt sư thái hoặc có thể nói là hai đứa cháu trai của bà ta giận dữ quát lớn về phía Dương Bách Xuyên. Thật to gan, dám vô lễ với sư phụ tôi, cậu biết sư phụ tôi là ai không, đúng là muốn chết. Ngay sau đó là chị họ của Ninh Kha lạnh lùng mở miệng. Dương Bách Xuyên nở nụ cười. Tiếp tục dùng giọng điệu tức chết người không đền mạng nói, a Kha, ba người này lại là cái thứ gì vậy? Giới thiệu tất cả cho anh biết đi. Dương Bách Xuyên không thèm để ý đến ba người đang quát lớn với anh, dù sao ở trong mắt anh, mấy người này không khác gì con kiến hôi, thậm chí bà lão ngồi ở trên cũng là con kiến hôi. Lúc này Ninh Kha cũng trợn mắt há hốc mồm, lời nói có vẻ như nghịch ngợm của Dương Bách Xuyên đã khiến chị họ mà cô ta rất chán ghét biến thành tức giận đến tím mặt. Không biết vì sao, giờ khắc này trong lòng Ninh Kha thật sự rất thoải mái. Nhất là khi nhìn thấy mẹ cũng tức giận cả người phát run, tâm trạng cô ta đột nhiên tốt lên. Ninh Kha biết dường như trong lòng Dương Bách Xuyên có tức giận, bắt đầu nổi giận, chẳng những không lo lắng mà không hiểu vì sao lại vui vẻ. Từ khi gặp mặt, cô ta đã chán ghét người tên Doãn Thạch kia,
càng chán ghét chị họ Đường Tuyết Như, đều là vì từ nhỏ chị họ đã ở trước mặt cô ta kiêu ngạo, giờ lại còn vô duyên vô cớ hợp lại với mẹ cô sắp xếp cho cô một hôn sự. Vừa muốn phối hợp với Dương Bách Xuyên nói chuyện, giới thiệu mấy người, Nguyên Tuyệt cũng mở miệng nói, tiểu bối thật là không biết sống chết, đúng là không có giáo dục, chẳng trách một bà già nông thôn vừa mở miệng đã nói sằng bậy, vậy thì bà đây sẽ thay ba mẹ cậu quản giáo. Nguyên Tuyệt sư thái còn chưa nói hết, Dương Bách Xuyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm bà ta, sát ý ngút trời nói, và miệng. Giọng nói của anh vô cùng lạnh lẽo, từ kẽ răng lạnh lùng nặn ra hai chữ và miệng. Mà Dương Bách Xuyên vừa nói xong, Nguyên Tuyệt cười lạnh, anh em Doãn Thạch và Đường Tuyết Như đều cười chào phúng. Lúc đó tất cả đều nghĩ Dương Bách Xuyên điên rồi, vả miệng ư. Vả miệng ai cơ, là Nguyên Tuyệt sư thái sao? Đúng là nực cười, Nguyên Tuyệt sư thái là cao thủ hư cảnh đỉnh phong, trong mắt bọn họ đó là nhân vật thần tiên, thử hỏi người nào trong giới võ cổ có thể vả miệng Nguyên Tuyệt sư thái. Ngay khi mấy người âm thầm cười nhạo, cả Lương Đình nổi lên một trận gió lạnh. Ngay sau đó, một âm thanh thanh thúy vang lên, truyền khắp cả Lương Đình. Bốp! Giờ khắc này, không chỉ làm cho đám người Đường Tuyết Như kinh ngạc, gần như tất cả mọi người ở đây đều ngây ngốc. Chỉ thấy Nguyên Tuyệt sư thái luôn luôn kiêu ngạo ương ngạnh, vừa rồi còn kêu muốn giáo huấn Dương Bách Xuyên, sau một khắc lại có một tiếng bạt tai thanh thúy vang dội vang lên, ở trên mặt già nua của bà ta lập tức xuất hiện một dấu tay rõ ràng. Tất cả mọi người tiếp tục trợn mắt há hốc mồm. Dương Bách Xuyên vừa bảo vả miệng, Nguyên Tuyệt sư thái thật sự bị vả miệng. Điều kỳ lạ chính là tất cả mọi người đều nhìn thấy Dương Bách Xuyên đứng khoanh tay, đứng cách bà ta 4-5 mét, cũng không hề động đậy một chút nào. Một tiếng vả miệng của anh giống như là, nói là làm ngay, rất quỷ dị. Rất nhiều người trong lòng chấn động không thôi, bao gồm rất nhiều đệ tử của Vân Môn. Hôm nay bọn họ xem như là lần đầu tiên nhìn thấy thủ đoạn thần bí của môn chủ. Trong sân chỉ có mấy nhân vật nòng cốt của Vân Môn, mấy người phụ nữ của Dương Bách Xuyên và Lưu Tích Kỳ, Lý Đại Nghị và một số ít người khác phản ứng lại, hiểu rõ chuyện này. Gió lạnh trước đó đột nhiên nổi lên, chắc chắn chính là thủ đoạn của Ngô Mặc Thu. Trong Vân Môn cũng chỉ có ba quỷ tu Ngô Mặc Thu, Ngô Mặc Hạ và Kiều Phúc có bản lĩnh thần thông ẩn thân. Điểm này mấy người nòng cốt của Vân Môn đều biết. Chắc chắn là một trong ba quỷ tu ra tay, trong lòng Lưu Tích Kỳ và Lục Tuyết Hy suy đoán 8-9 phần là Ngô Mặc Thu ra tay, bởi vì trong ba quỷ tu chỉ có Ngô Mặc Thu vẫn luôn đi theo bên người Dương Bách Xuyên. Quả nhiên đã giúp trong lòng đám người Lưu Tích Kỳ rất thoải mái, nếu Dương Bách Xuyên không ra tay, mấy người bọn họ cũng chuẩn bị ra tay giáo huấn Nguyên Tuyệt sư thái. Một võ cổ giả hư cảnh thôi mà. Có cái gì có thể kiêu ngạo chứ? Từ mấy năm trước, Vân Môn đã từng có một tửu tiên lão đầu hư cảnh tọa chấn, thực lực hiện giờ của Vân Môn đã tăng vọt, chỉ là võ cổ giả hư cảnh sao có thể khiến mọi người chú ý đến. Tu vi của Lục Tuyết Hy đã có thể dễ dàng chấn áp Nguyên Tuyệt 100 lần, huống chi còn có Độc Cô Vô Tình ngang tu vi với Nguyên Tuyệt, hơn nữa lúc này còn có Ngô Mặc Thu đang hành động âm thầm. Cộng thêm một Vương Tông Nhân đứng ở phía sau Dương Bách Xuyên nóng lòng muốn thử cũng là tu vi kim đan trung kỳ, chính phản đều có thể tiêu diệt Nguyên Tuyệt. Bốp 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 bốp. Những tiếng bốp 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 liên tiếp vang lên, theo sau đó là Nguyên Tuyệt sư thái không ngừng kêu thảm thiết, a a. Ngô Mặc Thu hành động âm thầm, không nghe được Dương Bách Xuyên ra lệnh ngừng tay thì đương nhiên sẽ không dừng vả miệng Nguyên Tuyệt. Cô cảm nhận được sát ý trong lòng tiên sinh nên bàn tay và miệng Nguyên Tuyệt không hề nương tay chút nào, mấy cái tát vào mặt Nguyên Tuyệt đến một cái răng cũng không còn. Về phần lúc đầu Nguyên Tuyệt ngông cuồng tự cao tự đại thì từ sâu trong nội tâm không ngừng bốc lên khí lạnh, bà ta không ngờ bà Đường Đường là tu vi hư cảnh đỉnh phong, vốn tưởng rằng đã đứng ở đỉnh kim tự tháp của võ cổ giả, có thể trấn áp hết thảy. Cũng không ngờ thế mà sẽ bị Dương Bách Xuyên lạnh lùng phun ra hai chữ vả miệng liền thật sự bị vả miệng. Mà điều sợ hãi chính là, Nguyên Tuyệt phát hiện trên người bà ta giống như có một ngọn núi lớn đè lên, cơ thể không thể động đậy chút nào, cho dù bà ta dùng hết toàn lực thôi thúc nội lực vẫn vô ích. Nguyên Tuyệt thật sự sợ hãi, rõ ràng nhìn Dương Bách Xuyên đứng cách bà ta 4-5 mét, nhưng anh vừa nói thì bà ta cũng theo đó bị vả miệng ngay. Giờ khắc này, bà ta biết mình đã đụng phải nhân vật thần tiên thực sự, nhưng trong lòng hối hận cũng đã muộn. Ngay cả muốn mở miệng cầu xin tha thứ cũng không có cơ hội, trên mặt trái phải cứ liên tục bị tát không ngừng,
muốn kêu lên cầu xin tha thứ cũng không thể. Lúc này, anh em Doãn Thạch và Đường Tuyết Như đang ở bên cạnh Nguyên Tuyệt, sau khi khiếp sợ phản ứng lại, trước tiên nhào về phía Dương Bách Xuyên, trong miệng giống to, dừng tay. Ba người đều biết là Dương Bách Xuyên đang giở trò, Đường Tuyết Như là đệ tử của Nguyên Tuyệt, anh em Doãn Thạch là cháu trai của Nguyên Tuyệt, đương nhiên không thể nhìn Nguyên Tuyệt bị sỉ nhục và miệng như thế. Mặc dù không biết Dương Bách Xuyên thi triển thủ đoạn gì mà làm được như vậy, thế nhưng cũng không thể mặc kệ, cộng thêm trong mắt ba người, Dương Bách Xuyên căn bản không có bất kỳ tu vi gì, nghĩ chỉ cần bắt được Dương Bách Xuyên thì đương nhiên sẽ chiếm thế thượng phong. Khi ba người nhào lên đánh tới, Dương Bách Xuyên lạnh lùng nói, A Nhân, cắt đứt hai chân của ba người bọn họ, ném ra khỏi Vân Môn 10 dặm. Hôm nay có bà nội ở đây, Dương Bách Xuyên không muốn dính máu. Nếu không anh sẽ trực tiếp giết chết ba người. Nguyên nhân hậu quả anh đã nghe được từ xa, cũng gần đúng như phán đoán trong lòng, Đường Tuyết Như là chị họ của Ninh Kha và mẹ Ninh Kha phối hợp lại để cùng nhau tính kế Ninh Kha. Mà anh em Doãn Thạch này lúc trước cũng tham lam để mắt tới người phụ nữ của mình mà không hề kiêng kỵ gì. Dựa vào những thứ này thì ba người đã đủ đáng chết, chỉ là hôm nay có bà nội ở đây anh nhịn xuống ý muốn giết người. Để Vương Tông Nhân chặt đứt hai chân ném ra khỏi Vân Môn 10 dặm xem như trừng phạt. Vâng, sư phụ, Vương Tông Nhân đã chướng mắt ba người bọn họ lâu rồi, cậu ta đi theo phía sau sư phụ, chờ mệnh lệnh. Dứt lời dưới chân chợt lóe, Vương Tông Nhân xông thẳng về phía ba người, trong lòng cười lạnh, thứ gì đây? Sư phụ ta sao có thể tự mình ra tay với những thứ bụi đời như các ngươi chứ? Mà giờ phút này... Trong mắt mọi người chỉ thấy bóng dáng Vương Tông Nhân hóa thành tàn ảnh, lập tức biến mất tại chỗ. Sau một khắc, anh em Doãn Thạch và Đường Tuyết Như nhào về phía Dương Bách Xuyên kêu lên thảm thiết. A à, răng rắc. Từng tiếng xương gãy vang vọng lương đình. Ngay lập tức, tất cả mọi người nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. Chỉ thấy ba người Đường Tuyết Như và anh em Doãn Thạch đều nằm trên mặt đất kêu thảm thiết, trên hai chân mỗi người đều có vết máu. Lúc này mọi người nhìn thấy một cảnh tượng thần tích, chỉ thấy bóng dáng Vương Tông Nhân lóe lên, ngay sau đó kim quang trên người cậu ta chợt lóe, xuất hiện một thanh cổ kiếm oai phong đón gió. Sau một khắc, Vương Tông Nhân nhảy lên phi kiếm to lớn, hướng về phía ba người đang kêu thảm thiết trên mặt đất, hai tay cậu ta nắm chặt vào khoảng không, ba người liền bị Vương Tông Nhân nắm trong tay, nói chính xác là hút vào trên hai tay. Nhanh chóng dễ dàng, ngự kiếm phi hành biến mất ở chân trời. Trong mắt mọi người, Vương Tông Nhân đạp lên phi kiếm vèo một cái đã không thấy tung tích. Rất nhiều người trong lòng chỉ có một suy nghĩ thủ đoạn thần tiên, ngự kiếm phi hành. Tất cả mọi người còn đang khiếp sợ, một đạo lưu quang từ chân trời bắn tới, trực tiếp rơi xuống trước mặt Dương Bách Xuyên. Không phải là Vương Tông Nhân vừa đi đã trở về rồi đấy chứ? Sư phụ, đã ném ra ngoài 10 dặm rồi. Vương Tông Nhân ôm quyền phục mệnh với Dương Bách Xuyên. Giờ khắc này, trong lòng mọi người ở đây đều hít vào một hơi khí lạnh. Ngoài 10 dặm. Wow, chỉ trong nháy mắt ư, có lẽ chỉ mất thời gian chưa đến 5 hơi thở mà thôi. Chuyện này, thủ đoạn thần tiên sao? Rất nhiều đệ tử Vân Môn nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt cả đám sáng lên, toàn thân đều run rẩy, quá kích động. Một số môn nhân tiến vào Vân Môn dậy sớm đương nhiên nhận ra Vương Tông Nhân là đệ tử thứ hai của môn chủ Dương Bách Xuyên. Hiện tại Vương Tông Nhân lại có thể ngự kiếm phi hành, thủ đoạn cỡ này xuất hiện, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng nghĩ bọn họ cũng là đệ tử Vân Môn, chẳng phải là nói, sau này cũng có thể giống như Vương Tông Nhân sao. Mà không ít người cũng có sắc mặt khó coi, toàn thân run rẩy, ví dụ như mẹ Ninh Kha. Cái tát của Dương Bách Xuyên khiến cho gương mặt của Nguyên Tuyệt Sư Thái một nhân vật thần tiên trong lòng của mẹ Ninh Kha xưng thành đầu heo, không thể phản kháng. Một câu chặt đứt hai chân ném ra khỏi Vân Môn 10 dặm, khiến cho cháu gái và hai cháu trai của Nguyên Tuyệt hai chân gãy lìa, tất cả mọi người đều chấn động trước thủ đoạn thần tiên của Vương Tông Nhân. Lúc này, trong lòng mẹ của Ninh Kha không ngừng run rẩy, ánh mắt của mẹ Ninh Kha tràn đầy vẻ hoảng sợ, không thể tin nổi. Bà ta không biết Dương Bách Xuyên sẽ đối xử với mình như vậy. Dù gì mấy năm trước con gái bà ta Ninh Kha nói đã có bạn trai, mà bà ta vì lợi ích của gia tộc, nghe theo lời cháu gái Đường Tuyết Như định ra mối hôn sự này.
Ai mà biết bạn trai của con gái mình lại mạnh như vậy. Bà ta biết lần này mình mắt mù rồi, Dương Bách Xuyên chỉ nói vài câu đã khiến cho Nguyệt Tuyệt không có sức phản kháng, bây giờ vẫn còn đang bị đánh. Thậm chí, ngay cả một đồ đệ của Dương Bách Xuyên cũng có thể phi thiên độn thổ, loại bản lĩnh này mới đúng là thần thiên chân chính. Vậy thì bản thân Dương Bách Xuyên sẽ lợi hại đến mức nào? Nghĩ đến đây, trong lòng mẹ Ninh Kha bắt đầu sụp đổ. Về phần ba của Ninh Kha Ninh Cương, lúc này ông ta cũng không khác là bao, trong lòng đang hận chết vợ mình, sớm biết con rể mình mạnh mẽ như vậy thì ông ta còn lôi kéo quan hệ với Nguyên Tuyệt làm gì. Nhưng hiện tại, tất cả đã muộn rồi, Dương Bách Xuyên rõ ràng đã tức giận, chỉ có thể đợi trước mặt con gái mình, con rể tương lai sẽ nguôi giận. Vương Mộ Sinh và Vương Huyền Cơ ở một bên cũng trợn mắt nhìn, trong lòng vô cùng chấn động. Bọn họ chấn động bởi vì Vương Tông Nhân có thể phi thăng độn thổ, nhẹ nhàng đánh gãy chân ba người Đường Tuyết Như, phải biết ba người họ là võ giả cổ tiên thiên. Nhưng đối với Vương Tông Nhân thì bọn họ chẳng là cái thá gì, ngự kiếm phi hành đấy. Đây là chuyện mà con người có thể làm được sao? Trơ mắt nhìn Vương gia nhà mình bay về phía chân trời, trong tay còn xách theo ba người. Nhoáng một cái đã quay trở về. Với bản lĩnh này, dù là ai thì cũng cho rằng đây là thần tiên. Là một người cha, Vương Mộ Sinh nhìn thấy bản lĩnh ngự kiếm phi hành của con trai mình, trong lòng kích động không thôi. Hai mắt của Vương Huyền Cơ cũng sáng lên. Vương Mộ Sinh và Vương Huyền Cơ không hẹn mà cùng nhìn nhau một cái, bọn họ đều nhìn được sự vui mừng trong mắt của đối phương, may mắn vì năm đó bọn họ đã để Vương Tông Nhân bái Dương Bách Xuyên làm thầy. Đồ đệ đã như vậy thì sư phụ có thể kém cỏi được sao? Trên người của Dương Bách Xuyên không hề có hơi thở tu vi, nhưng lúc này lại biến thành thâm sâu khó lường trong mắt của Vương Mộ Sinh và Vương Huyền Cơ. Quả thư C là Vương Tông Nhân ngự kiếm phi hành đã chấn động tất cả mọi người, đương nhiên có một trường hợp ngoại lệ, đó chính là Lục Tuyết Hy, thân là một người có tu vi kim đan, hơn nữa còn đến từ Sơn Hải Giới, cô chẳng xa lạ gì với việc ngự kiếm phi hành, bản thân cô cũng có thể làm được. Mà ngự kiếm phi hành của Vương Tông Nhân gián tiếp tôn lên vẻ thần bí của Dương Bách Xuyên. Trong mắt của mọi người, đồ đệ đã mạnh như vậy thì đương nhiên sư phụ còn lợi hại hơn. Bộp bộp bộp, Ngô Mặc Thu đang ẩn thân vẫn không ngừng tát lên miệng Nguyên Tuyệt sư thái. Tiếng và miệng vang vọng toàn trường. Đợi Vương Tông Nhân phục lệnh xong, Dương Bách Xuyên mới đưa mắt nhìn về phía Nguyên Tuyệt sư thái, âm thầm bảo Ngô Mặc Thu dừng tay. Phụt. Sau khi Ngô Mặc Thu dừng tay, Nguyên Tuyệt sư thái phun ra một ngụm máu, trong máu có lẫn cả mấy cái răng. Lúc này, trong đầu bà ta là một mảng trống rỗng, tai như ù đi. Uất hận đan sen, hoảng sợ gào thét, một ngụm máu phun ra còn mang theo cảm xúc phức tạp. Bà ta không còn dáng vẻ kiêu ngạo dương oai, trong lòng chỉ có duy nhất một câu nói, núi cao còn có núi cao hơn. Một hư cảnh đỉnh phong như bà ta cũng không phải là vô địch. Dương Bách Xuyên cười lạnh, nhìn chằm chằm Nguyên Tuyệt sư thái, nếu không phải nể tình quan hệ với Nga Mi thì hôm nay, Dương Bách Xuyên tôi sẽ giết chết lão già như bà. Xin lỗi bà nội tôi, bà phải biết, tôi không cần ra tay cũng có thể khiến cho bà tan thành mây khói, một võ cổ hư cảnh mà thôi, trong mắt tôi, bà chẳng khác gì con kiến hôi cả. Cả người Nguyên Tuyệt sư thái run rẩy. Bà ta hối hận vì lúc trước đã làm như vậy, nhưng trên đời này làm gì có thuốc chữa hối hận, nghe những lời lạnh như băng của Dương Bách Xuyên, bà ta không hề nghi ngờ, Dương Bách Xuyên quả thật có thể làm ra những chuyện như vậy. Cũng thấy may vì Dương Bách Xuyên có quan hệ với Nga Mi, hiện tại bà ta cũng không dám tức giận, chỉ là xin lỗi bà cụ mà thôi, cái này đơn giản, chỉ cần giữ được mạng là được. Tu vi càng cao thì trân quý tiếc tính mạng, có thể sống là tốt nhất. Cỗ khí tức vừa rồi xâm nhập vào linh hồn khiến cho bà ta hoảng sợ. Nghĩ tới đây, cơ thể Nguyên Tuyệt run lẩy bẩy, khẽ liếc nhìn ánh mắt lạnh như băng của Dương Bách Xuyên, rất nhanh đã rời đi chỗ khác. Cái nhìn của Dương Bách Xuyên khiến linh hồn của bà ta sợ hãi, Nguyên Tuyệt sư thái vội vàng hướng về phía bà cụ. Cụ à, trước kia là Nguyên Tuyệt có mắt như mù, có mạo phạm tới bà, mong bà tha thứ, Nguyên Tuyệt xin được nhận lỗi. Lúc này, Nguyên Tuyệt sư thái không hề có một chút tức giận nào, bà ta dè dặt ôm quyền nói xin lỗi với bà nội của Dương Bách Xuyên. Hơn nữa trong lúc nói, bà ta còn lấy một hộp gấm từ trong ngực, thuận tay mở ra.
Vương Huyền Cơ đang ngồi một bên hô lên, huyết sâm ngàn năm. Dương Bách Xuyên cũng nhìn thấy huyết sâm lớn cỡ bàn tay trong hộp gấm, trong khoảnh khắc đấy, trái tim anh đập có chút nhanh. Đan điền đã rất lâu không có động tĩnh, vậy mà lại đập lên như vậy, ánh mắt Dương Bách Xuyên khẽ lóe nhìn về phía huyết sâm bên trong hộp. Chỉ thấy bên trong chiếc hộp nhỏ là một củ huyết sâm to bằng ngón út tay út, đã hình thành đường nét rõ ràng, có thể xem là thượng phẩm. Linh khí dao động tản ra không kém gì với linh đào trong không gian càn khôn của anh. Bảo bối. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm, anh hiểu rõ, Nguyên Tuyệt bị anh dọa cho sợ vỡ mật nên mới lấy ra huyết sâm để bảo toàn tính mạng. Bà già này đúng là thông minh. Dương Bách Xuyên mắng thầm, vốn dĩ bà ta trừng mắt với bà nội khiến anh nổi lên ý định muốn giết, cũng không có ý định để yên cho Nguyên Tuyệt. Nhưng hiện tại, bà già này hạ cả vốn gốc, lấy ra huyết sâm, thứ này quả thật đã khiến Dương Bách Xuyên động tâm. Nếu như anh nhận huyết sâm thì cũng không thể làm khó bà ta, đương nhiên chỉ cần bà nội tha thứ, Dương Bách Xuyên cũng không so đo gì. Lúc này, bà nội anh đứng dậy nói, bỏ đi, đã tới đây thì đều là khách, mấy câu nặng lời bà già này vẫn chịu được. Cảm ơn bà cụ đã tha thứ. Nguyên Tuyệt thở hắt ra một hơi, bà ta cung kính đưa huyết sâm trong tay cho bà nội. Dương Bách Xuyên biết, với tính cách của bà nội thì chắc chắn sẽ không nhận. Đang định ra hiệu cho Triệu Nam nhận lấy. Không ngờ Lục Tuyết Hy đã đưa tay nhận huyết sâm từ tay Nguyên Tuyệt sư thái, hơn nữa còn hừ lạnh nói, lần này xem như bà gặp may, lui xuống đi. Nguyên Tuyệt sửng sốt, bà ta nhìn Lục Tuyết Hy một cái, giây tiếp theo sắc mặt đã trắng bệch, Nguyên Tuyệt cảm nhận được uy áp khổng lồ từ trên người Lục Tuyết Hy. Trong lòng chấn động, lại là một người có tu vi sâu không lường được. Bị Lục Tuyết Hy trừng mắt một cái, bà ta vội vàng lui xuống, ngay cả thở mạnh cũng không dám, toát cả mồ hôi lạnh, nhớ tới ánh mắt không phải của mình với bà nội của Dương Bách Xuyên, lăng mạ chế nhạo, khi đó cô gái này đang ở bên cạnh bà cụ, nếu như cô ấy ra tay, e là bà ta đã sớm bị giết chết rồi. Sau lưng Nguyên Tuyệt ướt đẫm mồ hôi, lúc này chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi Vân Môn, nơi này nhân tài ẩn giật, không nên ở lâu. Bà ta nhìn Lục Tuyết Hy và bà nội cười một tiếng. Sau khi ôm quyền hành lễ với Dương Bách Xuyên, chuẩn bị rời đi. Nào ngờ, vừa đi được vài bước đã bị Dương Bách Xuyên gọi lại, đợi đã. Nguyên Tuyệt run rẩy, sắc mặt khó coi xoay người lại, hàm răng đã bị đánh cho gãy hết, nói chuyện có chút khó khăn, cười còn xấu hơn cả khóc, không biết Dương môn chủ có gì chỉ bảo. Nếu như đã đến rồi thì đừng vội đi, hôm nay Vân Môn tôi đại lễ, bà ở lại đây làm chứng đi. Trong lòng Dương Bách Xuyên hiểu rõ. Hiện tại bà già này sẽ không làm gì với Vân Môn, nhưng khó tránh khỏi sau này sẽ ghi hận với gia đình Ninh Kha. Mặc dù Dương Bách Xuyên có chút không hài lòng với cha mẹ của Ninh Kha nhưng anh cũng không muốn làm khó cô, vì thế mới giữ Nguyên Tuyệt lại để nhìn thủ đoạn của anh, mục đích là dọa bà ta, để sau này bà ta động não, kịch hay còn chưa bắt đầu. Vẻ mặt Nguyên Tuyệt khó coi nói, cái này. Chưa nói xong thì đã bị Dương Bách Xuyên hừ lạnh, híp mắt nói, thế nào? Bà không vui à? Không dám, không dám, được ở lại chứng kiến Vân Môn đại điển là vinh hạnh của bà già này, cầu còn không được, cầu còn không được. Bị Dương Bách Xuyên trừng mắt, Nguyên Tuyệt lập tức kinh sợ. Vậy thì ngồi xuống, Dương Bách Xuyên cười tít mắt nhìn Nguyên Tuyệt sư thái. Được, được, Nguyên Tuyệt lau mồ hôi lạnh, vội vàng ngồi lại chỗ ngồi của mình, ánh mắt nhìn về phía mẹ của Ninh Kha, trong lòng hận chết bà ta. Mẹ Ninh Kha bị Nguyên Tuyệt nhìn như vậy thì hoảng sợ, bà biết chuyện lần này không xong rồi. Nhưng sau khi nhìn con gái và Dương Bách Xuyên ở trong dân, mẹ của Ninh Kha lại tích cực hẳn lên. Ngay lúc này, Vương Tông Nhân lại gần nói, sư phụ, vừa nãy con ra ngoài, phát hiện bên ngoài tập trung rất nhiều võ giả cổ, làm sao bây giờ? Dương Bách Xuyên ngẩn người, sau đó anh cười nói, mời vào thôi, người đến từ các thế lực đã không nhẫn nại được nữa rồi. Vâng thưa sư phụ, con lập tức đi mời bọn họ vào. Vương Tông Nhân gật đầu rồi bay vọt vào không trung. Sau đó, Vương Tông Nhân chậm rãi mở lời, giọng anh vang vọng như tiếng chuông lớn, các vị đồng đạo võ cổ giới, chủ nhà có lời mờ, Vân Môn dâng trà nước, hy vọng trong 10 hơi thở các vị sẽ vào Vân Môn dùng trà, chớ trốn bên ngoài xem náo nhiệt, tránh khỏi cảm lạnh. Nghe được Vương Tông Nhân hô to, Dương Bách Xuyên suýt chút nữa đã cười ra tiếng.
anh lẩm bẩm, thằng nhóc thối này đúng là nói chuyện. Mặc dù lời của đệ tử mình chẳng ra ngô ra khoai gì, thậm chí nghe còn có chút lạc điệu. Nhưng nghĩ lại thì đúng là thích hợp, lời nói cũng không mất đi lễ tiết, hơn nữa còn rất phù hợp với hoàn cảnh. Nhất là câu, trong 10 hơi thở, càng chấm phá, tuy có nguy hiểm nhưng lại rất vừa ý Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên biết lần này anh trở về, tất cả những thế lực giới võ cổ tất nhiên sẽ quay về đại sảnh mà tất cả cùng biến mất năm đó, dù sao thì chỉ có một mình anh trở về, à không đúng, hiện tại có thêm Vương Tông Nhân là hai thầy trò. Những người kia nhất định muốn hỏi tình hình, năm đó Dương Bách Xuyên nổi danh là Dương Điên ở giới võ cổ, gây thù chuốc oán với không ít người, tất nhiên là bọn họ sẽ nhớ nhung anh rồi. Nếu như người đông thế mạnh, nhiều người khó tránh khỏi gây sự, mà lời này của Vương Tông Nhân lại trực tiếp áp hiếp bọn họ, đồ đệ của anh bay lên không trung, thi triển sức mạnh khiếp sợ của bản thân. Hơn nữa, cơ thể giống như một chiếc chuông lớn, truyền lời khắp bốn phương tám hướng. Cộng thêm những lời này thì cũng không tính là nguy hiểm, thằng bé có thực lực này. Có thể ngự kiếm phi hành, lại bay vọt vào không trung, tiếng như chuông lớn. Những thứ này chính là thực lực hoặc nói đúng hơn là đe dọa bằng vũ lực. Dương Bách Xuyên tin, nếu như những võ cổ giả bên ngoài thông minh thì nhất định sẽ ngoan ngoãn bước vào, nếu như có người ngu xuẩn thì Vương Tông Nhân cũng không ngại ra ngoài luyện tay luyện chân một chút. Trong lòng anh rất hài lòng với nhị đồ đệ của mình. Đúng là có phong cách quý phái. Bên ngoài Vân Môn lúc này, một số người nổi bật trong những thế lực đều cực kỳ hoảng sợ, bọn họ đến Vân Môn núp ở trong bóng tối, không ngờ người ta lại sớm đã phát hiện rồi. Chứng kiến phong thái Vương Tông Nhân ngự kiếm phi hành bay trong không trung giống như thần tiên, nghe được cảnh cáo và uy hiếp trong lời của anh ta, những người này không trốn được nữa. Chạy thì đừng có mơ. Không thấy người ta ngự kiếm phi hành còn xách theo được ba người hay sao? Ai mà dám chạy? Bọn họ vẫn nên ngoan ngoãn vào Vân Môn thì hơn, cứ thoải mái chào hỏi, Dương Điên chưa chắc đã ra tay với bọn họ, đúng không? Nghĩ như vậy, bọn họ đều xông ra từ khắp nơi quanh Vân Môn, đi về phía thôn Vân. Lúc tới cổng thôn, một cảnh tượng thú vị đã xuất hiện, trong các thế lực đương nhiên là có những người quen biết nhau. Vừa chạm mặt đã ngẩn người, cứ nghĩ âm thầm sắp xếp người quan sát trong bóng tối là một cách hay. Luật pháp không trách nhiều người, Dương Điên sẽ không làm khó tất cả bọn họ. Sau khi người quen nhận ra nhau, bọn họ xấu hổ cười ha ha để chữa quê. Ý anh Trần, lâu lắm rồi không gặp. Anh Lý cũng đến rồi đấy à. Trương trưởng môn có lễ rồi. Vương trưởng môn khách khí. Một chàng khách khí qua lại xuất hiện trước cửa thôn Vân, bọn họ top 5 top 3 kéo nhau vào Vân Môn. Sau khi Vương Tông Nhân nói xong, Trần Thất Tiên đã phái người ra cổng để tiếp đón, môn quy của Vân Môn vẫn luôn do Trần Thất Tiên phụ trách, yêu cầu các đệ tử của Vân Môn phải tuân theo quy tắc Đại Tông Tu Chân. Về mặt nghi thức, Vân Môn sẽ không trở thành chủ đề bàn tán của người khác. Sau khi Vương Tông Nhân mở lời, Trần Thất Tiên cũng sắp xếp ghế, chuẩn bị tiếp đãi người của những thế lực võ giả cổ. Vương Tông Nhân đang ở giữa không trung, linh thức của anh vẫn luôn quan sát các thế lực quanh Vân Môn, phát hiện không có ai ngu xuẩn, sau khi toàn bộ tiến vào Vân Môn, anh cũng bay xuống. Sư phụ, tất cả đã bước vào, bọn họ đều rất biết điều, ha ha, con lại thấy hơi thất vọng. Vương Tông Nhân cười gian trá nói. Dương Bách Xuyên trừng mắt mắng anh, thằng nhóc thối. Đây là trái đất, bọn họ đều là võ cổ giả, tu vi cao nhất cũng chỉ là hư cảnh, còn không đủ nhét kẽ răng cho một kim đan trung kỳ như con. Sau này khiêm tốn một chút, cường giả chân chính ở Sơn Hải giới, thậm chí, ở một thế giới rộng lớn hơn, hiện tại con phải khoan dung với võ giả cổ, dù sao thì bọn họ đều cùng quê với chúng ta. Nếu như ở Sơn Hải giới, sư phụ tin là trong số người này, khi đối mặt với tu chân giả Sơn Hải giới. Cho dù là kẻ địch thì bọn họ đều sẽ đứng về phía chúng ta, con hiểu không? Vương Tông Nhân nghe sư phụ nhắc tới Sơn Hải giới, trái tim như ngừng đập, anh đã chịu đựng rất nhiều khổ sở ở nơi đó, quả thực với tu vi hiện tại của mình, anh đủ năng lực xưng vương xưng bá ở trái đất. Nhưng mà môi trường khác nhau, sư phụ nói đúng, ức hiếp võ cổ giả không phải là bản lĩnh, so với Sơn Hải giới thì chút tu vi này của anh có tính là gì? Đổi lại nếu như hiện tại ở Sơn Hải giới thì với tu vi kim đan trung kỳ,
trong mắt của đám cao thủ Trung anh chẳng khác gì với những võ cổ giả này. Đệ tử đã ghi nhớ, trong lòng Vương Tông Nhân sinh ra một lòng kính sợ, sau khi ngọn lửa kiêu ngạo của mình bị Dương Bách Xuyên dập tắt. Dương Bách Xuyên hài lòng gật đầu, anh biết tâm tình của nhị đồ đệ lại khởi sắc, coi như là chuyện tốt. Có điều, sau khi tạt một gáo nước lạnh, sợ lòng tin của đồ đệ bị tổn thương, anh nói, nhưng mà, cho dù là võ cổ giả hay là tu chân giả, người mạnh là vua, người lừa ta gạt là chuyện bình thường. Con cũng không nên coi thường những người có tu vi thấp, tránh cho cống ngầm lật thuyền, có đánh có giết hay không thì tự con chọn, cũng không cần cố ý giả bộ, vân môn ta tu luyện chủ yếu lấy bản tính làm chủ. Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, giết một số người có ý đồ riêng hoặc vài người ngu xuẩn thì cũng không có gì đáng ngại cả. Hai mắt Vương Tông Nhân sáng lên, anh gật đầu, đệ tử biết rồi. Lúc này, trong đầu anh lại có thêm một giác ngộ. Được rồi, theo vi sư đi gặp các vị đại hiệp võ cổ giả, một số người còn có quan hệ với vân môn chúng ta. Vâng. Hai sư đồ vừa nói chuyện vừa đi tới lối vào quảng trường. Lúc này, những võ cổ giả ăn mặc khác nhau xuất hiện trong tầm mắt. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên thoáng sửng sốt trong chốc lát rồi cười vang. Trần Thất Thiên la lớn, Thanh Hư đạo trưởng phái Côn Luân tới, tặng một cây tuyết liên nghìn năm. Thiếu Lâm, tặng một cây nhân sâm ngàn năm. Theo đó là tiếng của Trần Thất Thiên không ngừng vang lên, Dương Bách Xuyên cười muốn rách ra. Anh cười không phải vì lễ vật mà những tông môn này tặng, thật ra mà nói, hiện tại trên người anh có rất nhiều linh dược có cấp bậc như vậy, có La Phù Động Thiên, bên trong không thiếu linh dược nghìn năm, ngay cả là linh dược nghìn năm cũng có. Điều khiến Dương Bách Xuyên vui vẻ là, thái độ của những tông môn này. Nhớ năm đó, khi vân môn vừa mới thành lập đâu có vừa mắt với những tông môn giới võ cổ này. Nhưng hiện tại, tất cả những tông môn cổ xưa của giới võ cổ đều tặng lễ cho vân môn, điều này đã nói lên thực lực của vân môn. Vì thế nên anh mới cười. Dẫn theo đồ đệ Vương Tông Nhân tới nghênh đón, đương nhiên anh không xa lạ gì với Thanh Hư Tử, ông ấy là sư phụ của Chiêm Khánh Nhân, năm đó, Chiêm Khánh Nhân cũng từng nói với anh. Cũng có thể xem như anh và Chiêm Khánh Nhân, Mai Thi Dĩnh, Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm, Hồ Tiên Nhi, cộng thêm người cuối cùng đã phản bội ở tế đàn trường Bạch Trần Trầm Hương, bọn họ là 6 người bạn sinh tử. Ngoại trừ Trần Trầm Hương, Dương Bách Xuyên đều xem 5 người kia là bạn bè. Sau khi tới Sơn Hải Giới, chỉ có anh và Tiểu Hòa Thượng là may mắn gặp được nhau, còn Chiêm Khánh Nhân và Mai Thi Dĩnh, Hồ Tiên Nhi đều không có tung tích. Bây giờ, người nhà họ tìm tới cửa, ít nhiều gì cũng phải giải thích một phen. Vì thế, Dương Bách Xuyên đều rất nghênh đón bọn họ. Bởi vì trong lòng anh xem mấy người Chiêm Khánh Nhân là bạn, anh cũng sẽ nể mặt tông môn phía sau họ. Người đầu tiên đi vào là Thanh Hư Tử phái Côn Luân, sư phụ của Chiêm Khánh Nhân, khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy lão đầu, trong lòng không nhịn được mà tán thưởng quả đúng là tiên phong đạo cốt. Nói ra, anh và phái Côn Luân cũng xem như có quan hệ sâu sắc, trước đó là có quan hệ với Tử Tiên lão đầu, sau là Chiêm Khánh Nhân. Thế nên Dương Bách Xuyên cũng không ra vẻ ngông nghênh, anh bước lên nghênh đón Thanh Hư Tử, trong mắt của Dương Bách Xuyên, không ngờ Thanh Hư Tử lại là một hư cảnh đỉnh phong. Không hổ là lão đại của tông môn giới võ cổ. Những người bước ra từ Côn Lôn đều là những người có tu vi siêu phàm. Thanh Hư Tử mặc một thân đạo bào màu trắng, mái tóc trắng tới phát sáng, từ phong thái đến cốt cách đều đẹp đẽ, cao thượng giống thần tiên. Vãn bối Dương Bách Xuyên gặp qua Thanh Hư đạo trưởng. Dương Bách Xuyên dựa theo vai vế của anh và Chiêm Khánh Nhân, theo lý thì anh nên chào Thanh Hư Tử. Nhưng Thanh Hư Tử lại vội vàng đưa tay đỡ anh, Dương môn chủ không cần như vậy, cậu và sư huynh Lôi Đình của ta là anh em kết nghĩa, bối phận của chúng ta ngang hàng ngang vế, không cần phải đa lễ như vậy. Dứt lời, ánh mắt của Thanh Tư Tử mang theo vẻ háo hức vội vàng nói, lão đại chúc mừng đạo hữu Hồng Phúc Tề Thiên, từ bên kia bình an trở về, không biết đạo hữu có tin tức đồ đệ Chiêm Khánh Nhân, hay là sư huynh Lôi Đình của ta không? Dương Bách Xuyên thở dài thầm lẩm bẩm, chuyện nên tới cuối cùng cũng phải tới. Dương Bách Xuyên sợ những cố nhân sẽ hỏi tin tức liên quan tới chuyện năm đó, kết quả, Thanh Hư Tử trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, trong lúc nhất thời anh cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Dương Bách Xuyên biết là Thanh Hư Tử sẽ hỏi chuyện ở bí địa trường Bạch năm đó,
nhưng không ngờ ông ta lại vội vàng như vậy. Anh đang định lên tiếng thì mấy tông môn lớn Thiếu Lâm, Võ Đang cùng đi tới. Dương Bách Xuyên suy nghĩ giây lát rồi nói với Thanh Hư Tử, đạo trưởng Thanh Hư, chuyện ở bí địa trường Bạch năm đó không thể nói rõ trong dăm ba câu. Mời ngài vào trong trước, sau đại điển vân môn tôi sẽ giải thích cho các vị được không? Dương Bách Xuyên đã nói như vậy, Thanh Hư Tử không làm phiền nữa, gật đầu nói, vậy cũng được. Sau đó Dương Bách Xuyên bước tới chào hỏi người của mấy tông môn lớn, mời mọi người vào trong ngồi, và bảo Vương Tông Nhân chào hỏi. Nhưng anh lại thấy mấy đệ tử Võ đang đứng im bất động, một thiếu niên 16-17 tuổi nhìn anh bằng ánh mắt nóng bỏng. Dương Bách Xuyên cúi đầu nhìn, trông thiếu niên này quen quen, là người của Võ Đang. Từ trước đến giờ quan hệ giữa Võ Đang và Vân Môn vẫn luôn tốt đẹp, hơn nữa Dương Bách Xuyên còn là tổ sư trên danh nghĩa của Võ Đang. Mặc dù mấy năm qua Dương Bách Xuyên vắng mặt, nhưng Võ Đang và Vân Môn vẫn qua lại với nhau. Năm đó núi Võ Đang xếp chót trong mấy tông môn lớn giới võ cổ, thiếu thốn nhân tài. Sau sự kiện bí địa núi Trường Bạch, đám người Thiên Tuyệt bị cuốn vào bão không gian tới Sơn Hải giới, đến lúc này cao thủ Võ Đang gần như không còn. Ngay cả đệ tử Võ Đang đi theo thiếu niên kia cũng có tu vi rất kém, mới chỉ là ám kình. Khi Dương Bách Xuyên nhìn đến thiếu niên, rốt cuộc ánh mắt cũng sáng lên. Trong đoàn người Võ Đang chỉ có thiếu niên này khá được. Đã có tu vi trúc cơ trung kỳ. Rõ ràng là trong đoàn người Võ Đang, tu vi này là cao thủ rồi. Điều quan trọng nhất là Dương Bách Xuyên cảm nhận được khí tức tu luyện quen thuộc trên người thiếu niên này. Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu Dương Bách Xuyên. Anh mở to mắt nhìn, đã nhớ ra thiếu niên này là ai. Lúc này, thiếu niên tuấn tú thấy Dương Bách Xuyên đảo mắt nhìn, cậu ta đột nhiên quỳ xuống trước mặt anh, hai hàng lệ chảy dài. Cung kính dập đầu hô, đệ tử Võ Đang Viên Tiểu Lôi bái lại tổ sư. Tiểu Lôi xin dập đầu trước Thái Sư Tổ. Dương Bách Xuyên kích động, quả nhiên anh không đoán sai, thiếu niên trước mắt chính là Viên Tiểu Lôi, đứa trẻ 9 tuổi anh gặp năm đó sau khi đến Võ Đang. Năm đó đám Thiên Tuyệt đấu đá nội bộ vì tranh giành vị trí trưởng giáo Võ Đang, Dương Bách Xuyên đứng ra bổ nhiệm Viên Tiểu Lôi, đồng thời yêu cầu ba người Thiên Tuyệt. Minh Giác và sư phụ của Viên Tiểu Lôi là Trần Phong Tử cùng bồi dưỡng Viên Tiểu Lôi trở thành trưởng giáo mới của Võ Đang. Anh đã truyền dạy các bí thuật tu luyện như là kiến thức luyện đan, ly hỏa quyết, kinh nguyên thần. Cho Viên Tiểu Lôi. Thoáng cái đã qua nhiều năm, anh đi Sơn Hải giới 6 năm, đám người sư phụ Trần Phong Tử của Viên Tiểu Lôi, Thiên Tuyệt, Minh Giác cũng tiến vào Sơn Hải giới, Bạt Vô Âm Tín. Chớp mắt đứa trẻ 9 tuổi năm ấy đã trở thành thiếu niên 15-16 tuổi. Dương Bách Xuyên nhìn Viên Tiểu Lôi cung kính dập đầu với mình, lòng bùi ngùi xúc động. Mặc dù giữa hai người không có danh phận thầy trò, nhưng lại có ơn truyền dạy, tính ra thì Viên Tiểu Lôi là một nửa đệ tử của Dương Bách Xuyên. Thoạt nhìn đứa trẻ này có khí thức mạnh mẽ, tính cách vẫn chững chạc như hồi bé. So với năm đó, hiện tại Viên Tiểu Lôi có thể nói là tu vi tăng vọt. 15-16 tuổi đạt tu vi trúc cơ trung kỳ cũng coi như là thiếu niên thiên tài, Võ Đang đã có người nối nghiệp. Dương Bách Xuyên nhìn Viên Tiểu Lôi nước mắt lã chã, sau đó hít sâu một hơi, trên mặt nở nụ cười. Anh cũng rất vui khi gặp lại cậu ta, ông cụ non năm đó đã là thiếu niên rồi. Tiểu Lôi đứng lên đi. Thưa Thái Sư Tổ, Tiểu Lôi rất nhớ ngài. Viên Tiểu Lôi bái lạy, được Dương Bách Xuyên đỡ dậy. Tốt tốt tốt. Hiện tại tu vi của cậu đã thông qua kiểm tra, không phụ kỳ vọng của tôi hồi đó. Tốt lắm, tốt lắm. Dương Bách Xuyên nói liền mấy chữ tốt. Nghe thấy Dương Bách Xuyên nói liền mấy chữ tốt, Viên Tiểu Lôi rất vui. Cậu ta vô cùng cảm kích vị sư tổ Võ Đang này. Sau khi nghe tin Dương Bách Xuyên đã về Vân Môn, cậu ta lập tức dẫn theo đệ tử Võ Đang xuống núi tới Vân Môn. Thứ nhất là bái kiến vị thái sư tổ đáng kính này. Thứ hai là muốn tìm hiểu tình hình của sư phụ Trần Phong Tử và đám sư thúc Thiên Tuyệt năm đó. Hồi ấy cao thủ Võ Đang mất tích dẫn tới chút thực lực ít ỏi của Võ Đang cũng biến mất theo. Mấy năm qua, nếu không có Vân Môn chăm sóc thì e là Võ Đang đã biến mất khỏi giới võ cổ từ lâu rồi. May mà năm đó Viên Tiểu Lôi được Thái Sư Tổ Dương Bách Xuyên truyền dạy, con đường tu luyện càng ngày càng tiến bộ, dần dần có thực lực chống đỡ cơ nghiệp của Võ Đang, cũng xưng là trưởng giáo Võ Đang. Nhờ vậy Võ Đang mới giữ được địa vị trong giới võ cổ. Viên Tiểu Lôi và toàn bộ Võ Đang đều mang lòng biết ơn Dương Bách Xuyên cùng Vân Môn.
Dương Bách Xuyên kéo tay Viên Tiểu Lôi, hỏi thăm tình hình của Võ Đang trong những năm qua. Sau khi biết tình hình, anh cũng yên tâm, có trưởng giáo mới Viên Tiểu Lôi được xem như nửa đệ tử của anh, sau này Võ Đang nhất định có thể trỗi dậy trong giới võ cổ. Khi Viên Tiểu Lôi hỏi tình hình của đám người Thiên Tuyệt và Trần Phong Tử, Dương Bách Xuyên không nhiều lời mà chỉ nói, chuyện ở bí địa Trường Bạch năm đó không thể nói rõ trong một vài câu, sau đại điển Vân Môn tôi sẽ nói cho mọi người. Vâng, Tiểu Lôi nghe theo lời dặn của Thái Sư Tổ. Được rồi, đừng câu nệ trước mặt tôi. Hồi đó tôi từng nói với cậu là cậu thiếu tính trẻ con, thiếu hoạt bát, còn nhỏ mà cứ như ông cụ non. Bây giờ làm trưởng giáo Võ Đang, cậu càng giống ông già. Phải có sức sống chứ, đừng quá nặng nề, không có lợi cho tu hành. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 62.